Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 189. Giá trị đan dược thượng thượng phẩm cao gấp 10 lần đan dược trung thượng phẩm, vì vậy cuộc cạnh tranh lần này càng thêm khốc liệt, chẳng mấy chốc đã lên đến 2 tỷ, sau đó là 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ. Cho đến khi giá cả lên đến 10 tỷ thì số người cạnh tranh vẫn còn hơn 10 người. Sau khi đấu giá hết lần này đến lần khác, viên đan dược cuối cùng được một người siêu giàu mua được với giá trên trời là 25 tỷ 8. Buổi đấu giá từ thiện kéo dài 3 tiếng rưỡi, tổng cộng bán thành công 450 món đồ, quyên góp được tổng 49 tỷ 736 triệu 500 nghìn tệ. Trong đó, hơn 40 tỷ tiền quyên góp đều do đấu giá món đồ của Ngô Bình. Buổi đấu giá từ thiện danh chấn khắp thiên hạ, bỗng chốc khiến tên tuổi từ thiện Đường Giang Nam vang xa gấp bội. Buổi đấu giá kết thúc, Âu Dương Chí Viễn lên sân khấu phát biểu, tuyên bố kế hoạch từ thiện tiếp theo của từ thiện Đường Giang Nam. Khi ông ấy nói từ thiện Đường Giang Nam mỗi tháng sẽ công bố bảng kê tài chính thu chỉ tiết, hơn nữa năm nay sẽ chỉ 100 tỷ giúp đỡ cho trẻ em thất học, giúp đỡ trẻ em khuyết tật phục hồi sức khỏe, xã hội phản ứng mạnh mẽ, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, từ thiện Đường Giang Nam đã nhận được hơn chục tỷ quyên góp từ mọi tầng lớp xã hội. Hạ Quốc có hàng triệu trẻ em thất học, hàng chục triệu trẻ em khuyết tật, và cả hàng trăm triệu trẻ mồ côi. Chuyện tiếp theo mà từ thiện Đường Giang Nam muốn làm chính là hỗ trợ những đứa trẻ này. Sau khi buổi đấu giá từ thiện kết thúc, thì tiến hành tiệc đêm từ thiện. Tiệc đêm lần này thì Ngô Bình không tham gia, cậu đưa Tuyết Vũ quay về khách sạn nghỉ ngơi. Thế nhưng, trên đường quay về khách sạn, Ngô Bình nhận được điện thoại của Lâu An Dân, nói công trình về cơ bản đã hoàn thành. Ông ta rất cảm ơn vì Ngô Bình đã giúp đỡ nên tối nay muốn mời cậu ăn tối. Ấn tượng của Ngô Bình về Lâu An Dân cũng không tệ, vì vậy bảo Tuyết Vũ nghỉ ngơi trước, một mình cậu đi đến Lâu phủ dự tiệc. Tại sảnh lớn nhà họ Lâu, vợ mới cưới của Lâu An Dân là Ngọc Kinh Hồng rất căng thẳng, cô ta hỏi, chồng à, cậu Ngô là người tu hành, thuốc anh tìm được có tác dụng với cậu ta không? Lâu An Dân thản nhiên nói, anh đã tìm cao nhân nghe ngóng rồi. Loại thuốc này không phải thuốc độc, nó chỉ là có thể nâng cao ham muốn của đàn ông mà thôi, nên dù có là thần tiên cũng sẽ không chống đỡ được dược lực của nó. Ông ta nhìn Ngọc Phi Hồng, nói, Hồng Hồng, chỉ cần em có thể mang thai máu mủ của cậu Ngô, sau này em muốn gì anh cũng đều cho y mồ. Ngọc Phi Hồng cắn môi, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nửa tiếng sau, Ngô Bình đã đến, Lâu An Dân lấy rượu thuốc thượng đẳng chân quý ra, đích thân rót rượu cho Ngô Bình. Tửu lượng của Ngô Bình rất mạnh, dưới sự tiếp đãi nhiệt tình của Lâu An Dân cũng uống nhiều thêm mấy ly. Tửu lượng của Lâu An Dân không tốt, 3-4 ly xuống bụng đã say bất tỉnh nhân sự, được người làm đỡ xuống. Ngược lại tửu lượng của Ngọc Phi Hồng lại không tệ, uống cùng Ngô Bình không ít. Uống đến lúc này, Ngô Bình cảm thấy Ngọc Phi Hồng trong mắt mình rất đẹp, người tu hành như cậu cũng không nhịn được mà tim đập mạnh. Ngọc Phi Hồng đỏ mặt, thấp giọng nói, cậu Ngô, tôi đây tửu lượng không bằng. Có thể đưa tôi về phòng nghỉ ngơi không? Ngô Bình không nghĩ nhiều, đương nhiên là được. Cậu đỡ Ngọc Phi Hồng đi đến phòng của cô ta, thế nhưng hai người vừa vào phòng, Ngọc Phi Hồng đột nhiên ôm sát cổ cậu, hai người xoay tròn ngã xuống sofa. Ngô Bình uống phải rượu thuốc có bỏ thuốc trong đó, thuốc này không phải là thuốc độc, nên thân thể cậu không bài trừ, nhưng thuốc này kích phát bản năng của đàn ông, vì vậy sau khi do dự chốc lát thì cậu đã ôm chặt Ngọc Phi Hồng. Sau trận mây mưa, Ngô Bình cũng tỉnh lại, cậu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, tâm tình phức tạp. Cậu không hiểu, tại sao Lâu An Dân muốn đưa vợ ông ta ngủ với mình, là muốn lấy lòng mình sao? Ngọc Phi Hồng cúi đầu không nói, im lặng âm thầm nhìn Ngô Bình. Ngô Bình thở dài một hơi, mặc quần áo cho cô ta rồi nói, xin lỗi, không nhịn được. Ngọc Phi Hồng khẽ nói, là tôi tự nguyện, không liên quan đến cậu Ngô. Ngô Bình cười khổ, nói, cô có yêu cầu gì? Có thể nói với tôi sẽ thỏa mãn cho cô. Ngọc Phi Hồng cúi thấp đầu, nói tôi không xứng với cậu, không cầu mong gì. Tuy Ngọc Phi Hồng không cầu mong gì, nhưng Ngô Bình vẫn áy náy trong lòng, dù sao đã ngủ với người ta, cũng không thể không tỏ vẻ gì. Cậu ngẫm nghĩ, bèn lấy một miếng ngọc bội hình rồng đưa cho Ngọc Phi Hồng. Miếng ngọc bội này cậu tìm được trên người kẻ đoạt mệnh, là một món bảo bối, so với ngọc bội được đấu giá còn trân quý hơn gấp nghìn lần. Cậu đưa ngọc bội cho Ngọc Phi Hồng, rồi đưa cho cô một viên luyện hình linh chú đan cấp 5, nói, mấy thứ này cô cứ nhận đi. Đây là điện thoại của tôi, sau này cô có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ gọi cho tôi.
ngủ với vợ người khác, cậu cũng ngại gặp mặt Lâu An Dân, mặc quần áo xong rồi mau chóng rời đi. Ngô Bình rời đi không bao lâu thì Lâu An Dân đã đi vào, ông ta kích động hỏi, Hồng Hồng, thành công không? Ngọc Phi Hồng khẽ gật đầu, Lâu An Dân vui mừng, ông ta bỗng quỳ bịch xuống đất. Ngọc Phi Hồng giật mình, chồng à, anh làm gì vậy? Lâu An Dân nghiêm mặt nói, Hồng Hồng, sau này anh sẽ không còn là chồng em nữa, em cũng không còn là vợ anh nữa. Em là người phụ nữ mà cậu Ngô đã lâm hạnh, sau này chính là khách quý. Nhà họ Lâu anh. Ngọc Phi Hồng ngây ngốc, cô ta không ngờ Lâu An Dân lại ra quyết định như vậy, trong lòng cô ta phức tạp không thôi, cũng không biết là vui hay buồn. Lâu An Dân nói, nếu mang thai đứa nhỏ sinh ra sẽ mang họ Ngô. Ngọc Hồng Phi nặng nề thở dài, anh Hà tất phải làm như vậy. Cho dù không có đứa nhỏ, chúng a vẫn sống qua ngày như vậy thôi. Lâu An Dân lách đầu, không giống. Cả đời này tuy trong mệnh anh không có con, nhưng anh vẫn có thể thong dong một đời. Chỉ là thong dong thì cũng chỉ thong dong thoải mái, nhưng anh không thể sống lâu. Sau này thì khác rồi, có quan hệ giữa em và cậu Ngô, anh còn sợ sau này không được sống lâu sao? Ngọc Hồng Phi bất giác cười khổ, mãi đến lúc này cô ta mới hiểu rõ ý định của Lâu An Dân. Nhưng trong lòng cô ta cũng chua xót một hồi, sau này cậu Ngô còn nhớ đến cô không? Ngô Bình không về thẳng khách sạn mà trực tiếp quay về Sơn Trang Hoàng Long. Chuyên gia buổi tối khiến cậu rất buồn phiền, không tu luyện ngay mà hơn nửa đêm nhảy xuống sông bơi lội. Nói là bơi lội, nhưng tu sĩ như cậu thì ở dưới nước hay trên mặt đất thì không có gì khác biệt, chỉ nhìn thấy một làn sóng nước giữa lòng sông, trong chớp mắt đã kéo dài nghìn mét, sau đó nổi lên sóng lớn. Ngô Bình tiến lên một đoạn giữa lòng sông thì chạm phải một bóng đen, tâm trạng cậu đang buồn bực, cũng mặc kệ không hỏi mà lao lên. Tiếng động vang vọng, thứ bị va chạm thét lên một tiếng thê thảm rồi ngất đi, vụ nổ xảy ra ở Giang Nam, một con dao long dài mấy chục mét bay lên. Bị va chạm, tâm tình Ngô Bình cũng tốt hơn chút. Cậu bay lên không trung nhìn, hóa ra thứ mình va chạm là một con dao long màu trắng đã ngất đi. Dao là một giai đoạn chuyển tiếp giữa rắn và rồng, được gọi là dao long. Tuy nói ra long không bằng rồng thật, nhưng cũng là chúa tể trong thủy tộc, cậu không ngờ sẽ gặp một con dao ở đây, lại còn khiến nó ngất đi nữa. Cậu có phần bất ngờ, bèn đưa dao long lên bờ, khẽ vỗ vào đầu nó. Qua mấy phút, dao long chậm rãi mở mắt, khi nó nhìn thấy Ngô Bình ở trước mặt thì lập tức thét lên một tiếng kỳ lạ, nói bằng tiếng người, cầu xin, thượng tiên tha mạng, đừng giết tôi đây. Ngô Bình cảm thấy buồn cười nói, tôi nói giết lúc nào chứ? Dao long sững sờ một lát, thượng tiên không giết tôi, vậy tại sao đánh ngất tôi? Ngô Bình có chút ngượng ngùng, nói, vừa nấy, tôi bơi lội dưới sông, không nghĩ lại khiến anh ngất đi. Dao long thở dài một tiếng, dọa chết cục cưng rồi, thì ra thượng tiên không muốn giết tôi, vậy là tốt rồi. Ngô Bình, nghe ý anh thì lúc nấy có tu sĩ nhân loại đuổi giết anh sao? Dao long thở dài một hơi, nói, đúng vậy, tu sĩ kia rất hung hăng, muốn giết tôi đoạt lấy dao đan. Nghĩ tôi tu hành 500 năm mới ngưng tụ được dao đan, nói gì cũng không thể cho anh ta dễ dàng được, nên tôi mới liều mạng bỏ chạy, kết quả va chạm với anh. Ngô Bình, anh không cần lo lắng, tôi chắc chắn sẽ không đoạt dao đan của anh. Một người một dao đang nói chuyện thì trên không bỗng vang lên tiếng quát lớn, tiểu bạch dao, tao xem mày chạy trốn ở đâu được. Vừa dứt lời, một luồng kiếm quang từ trên trời bay xuống, tỏa ra khói đỏ và đốm lửa, còn phát ra âm thanh ầm ầm. Kiếm quang đánh chém về phía bạch dao, Ngô Bình ở ngay bên cạnh cũng bị kiếm quang này nhắm đến. Cậu nhíu mày, lật bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một phi kiếm màu lam dài tấc. Phương Bình Hải cho cậu một thanh phi kiếm cực kỳ lợi hại, cậu vẫn chưa luyện tập gì, nhưng không có nghĩa cậu không thể dùng được. Phi kiếm được pháp lực cậu khởi động, lập tức hóa thành một luồng kiếm quang màu lam, lao đến đối đầu với kiếm quang kia như một tia chớp. Rầm, tựa như pháo hoa nổ tung, khói đổ và đốm lửa bỗng chốc biến mất, kiếm quang màu lam tiếp tục bay về phía trước, chém giết về phía một người đàn ông. Cái gì? Đối phương kinh ngạc, nghiêng đầu bỏ chạy. Đáng tiếc đã muộn, kiếm quang của Ngô Bình vòng lên phía trước, chém ngang eo kẻ này làm hai đoạn. Một bí anh lao ra, chạy trốn về phía xa. Ngô Bình cũng không đuổi cùng giết tận, sau khi chém thân xác đối phương thì cũng không đuổi theo nữa, chỉ thu gom đồ đạc trên người đối phương, chủ yếu là một pháp khí chứa đồ, bên trong chứa không ít vật dụng nhỏ nhặt.
Mắt thấy một kiếm của Ngô Bình đã giết chết tu sĩ đuổi giết mình, Bạch Giao vừa cảm kích vừa khâm phục, nói thượng tiên thật cao tay. Ngô Bình, người này vừa đến đã muốn chém giết cả anh và tôi, đúng là vô pháp vô thiên. Bạch Giao Long, anh ta đúng là có tư cách vô pháp vô thiên thật, là đệ tử của Ngọc Chân Các, không ai dám kiếm chuyện. Ngô Bình, Ngọc Chân Các ở đâu? Bạch Giao Long, Ngọc Chân Các là tổ chức tuyển chọn đệ tử thế tục cho các thế lực lớn nhỏ của tiên giới, đồng thời bản thân nó cũng chiêu mộ đệ tử. Ngọc Chân Các dựa vào đâu mà có thể giúp người khác chiêu mộ đệ tử, cậu có chút tò mò. Bạch Giao nói, Ngọc Chân Các có một món bảo bối, có thể nhìn ra ngày tư chất một người tốt hay xấu. Dựa vào bảo bối này, Ngọc Chân Các có thể nhanh chóng sàng lọc được thiên tài chân chính trong số lượng người vô hạn, vì vậy các thế lực lớn nhỏ của tiên giới đều nguyện ý hợp tác với nó. Ngô Bình, người này có đồng bọn không? Bạch Giao, người của Ngọc Chân Các rất tự cao, thích hành động một mình. Hừ, tên này đuổi theo tôi cả nửa ngày rồi, cũng may gặp được anh. Ngô Bình biết nơi này không tiện ở lại lâu bèn nói, anh Giao, vậy chúng ta từ biệt tại đây vậy, sau này cẩn thận một chút, đừng để người khác đuổi giết. Thấy Ngô Bình muốn rời đi, Bạch Giao chần chừ 2 giây rồi bỗng nói, anh có ân với tôi nguyện ý tặng anh một tạo hóa. Ngô Bình cười nói, anh muốn tặng tôi tạo hóa gì? Bạch Giao, mấy trăm năm trước, tôi vẫn chỉ là một rắn cỏ bình thường, bởi vì xâm nhập vào hang động tiên nhân nên mới có thành tựu như hôm nay. Trong động đó có rất nhiều huyền cơ, đáng tiếc tôi không phải nhân lại nên không thể thăm dò được nhiều nơi. Nghe Bạch Giao nói vậy, Ngô Bình bỗng có hứng thú, cậu hỏi, anh là từ rắn hóa thành giao sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Giao, trong động kia có một lò luyện đan. Quanh lò luyện đan tỏa ra mùi hương rất thơm. Tôi thường ngửi mùi hương này, thời gian lâu dần, thể chất tôi cũng dần dần có thay đổi, cuối cùng trở thành giao. Ngô Bình rất kinh ngạc, chỉ ngửi mùi hương thôi, không có nguyên nhân nào khác. Bạch Giao, tuy trong động cũng có thứ khác, nhưng đều bị cấm chế bảo vệ, tôi không cách nào phá giải được, chỉ đành để nhìn thôi. Nói đến đây, Bạch Giao thích thú nói, nếu anh có thể phá giải những cấm chế kia, thì có thể có được bảo bối bên trong rồi. Ngô Bình động lòng, hỏi, nơi đó ngoài anh thì còn có ai biết nữa không? Bạch Giao, hang động rất bí ẩn, chỉ có tôi biết thôi. Ngô Bình cân nhắc chốc lát rồi nói, được, anh dẫn tôi đi. Bạch Giao gật đầu, lập tức nhảy xuống sông, bơi về phía thượng du, Ngô Bình bay trên không, đi theo Bạch Giao. Con sóng lớn này kéo dài vạn dặm, Bạch Giao, bơi nửa ngày thì tiến vào trong vùng núi non trùng điệp, hai bên đầu là vách núi. Hoang vắng không bóng người. Lúc này Ngô Bình đã đi được hơn 3.000 dặm, cậu không nhịn được bèn hỏi, tôi nói này anh Giao, rốt cuộc là còn bao xa nữa? Bạch Giao, sắp rồi, đi thêm hơn 2.000 dặm nữa. Ngô Bình, lúc hoàng hôn, Bạch Giao tiến vào một nhánh sông này tên là Quy Hà, nó tích tụ mặt nước trông như hình con rùa, nên mới có tên như vậy. Tiến vào Quy Hà, dòng chảy thoảng chốc nhẹ nhàng hẳn. Ngay giữa Quy Hà, có một ngọn núi cao mấy trăm mét, xung quanh có một tường đá nhẫn nhụi vòng quanh, cao đến mấy trăm mét do tác động từ dòng chảy mà ra. Trên đỉnh núi, cây cối tươi tốt, nhưng có rất ít người lên đến đỉnh núi. Núi này tên là Quy Sơn, Bạch Giao bơi một vòng trong Quy Hà, bỗng nhiên lặn người xuống. Dưới đáy sông, có một hang động đá khổng lồ đường kính hơn 3 mét, một Giao một người tiến vào hang động đá, sau đó vòng một vòng tiến lên trên. Cuối cùng nổi trên mặt nước, xuất hiện ở giữa lòng núi. Lòng núi rất rộng lớn, mặt đất trải một tầng ngọc thạch xám trảng. Nhảy lên mặt đất, Bạch Giao nói, phía trước có một cửa đá, bị tôi phá hư rồi. Đi qua cửa đá trình là chỗ hang động. Ngô Bình tiếp tục đi theo nó về phía trước, đi thêm mấy trăm mét, quả nhiên nhìn thấy một cánh cửa đá đã vỡ nát một nửa, cửa rộng chừng 5 mét, cao 8-9 mét, trên cửa đá khổng lồ có đầy rẫy các vết rạn, có và chỗ đã bị phá hủy. Đi qua cửa đá chính là một không gian tương đối khép kín, mặt đất trải ngọc thạch đỏ, diện tích ước chừng 300-400 mét vuông. Trên trần có khảm 108 viên dạ minh châu, chiếu sáng cả hang động. Độ sáng của dạ minh châu rất cao, ánh sáng nó tỏa ra rất dịu dàng, tương đương với ánh sáng do 100 bóng đèn phát ra. Giữa hang động có một lò luyện đan cao chừng 2 mét, 5 chân, ngoài mặt có khắc phủ văn kỳ lạ. Cậu đi đến trước lò luyện đan. Đi vòng quanh 2 vòng, ánh mắt sáng rực, lầm bầm nói, lò luyện đan tốt,
Lò luyện đan này so với lò cậu đang dùng rõ ràng rốt hơn mấy lần. Nói về phẩm cấp thì lò hiện tại cậu dùng nhiều nhất cũng chỉ là loại phổ thông, mà lò luyện đan trước mắt này chắc chắn là loại hảo hạng. Bạch Giao nói, chính là lò luyện đan này, nó sẽ tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Ngô Bình lại gần lò khẽ ngửi, quả nhiên ngửi thấy một luồng hương từ lò. Bạch Giao hỏi, này, có phải bên trong có đan dược nên mới có mùi hương không? Ngô Bình lắc đầu, đây không phải mùi hương đan dược bên trong. Lò luyện đan này đã luyện chế rất nhiều đan dược, thâm niên đã lâu, nên nó sẽ bị nhiễm một lượng lớn mùi đan dược. Bạch Giao, ra là vậy. Ngô Bình ấn tay lên lò luyện đan, bề mặt lò xuất hiện một luồng sáng tím, ngăn cách giữa cậu và lò luyện đan. Trên lò luyện đan cũng có cấm chế rất kỳ lạ. Bạch Giao gấp gáp hỏi, có cách nào phá giải không? Ngô Bình, cấm chế không hẳn quá mạnh, nhưng muốn phá giải nó cũng không dễ. Nói rồi, cậu vươn tay đập vào lò luyện đan một cái, bí lực biến mất, ánh sáng tím cũng tan biến. Bạch Giao trừng lớn mắt, vậy là phá giải rồi sao? Người biết thì không khó, kẻ khó thì không biết. Ngô Bình cười nói, sau đó mở lò luyện đan ra. Sau khi mở lò luyện đan ra, một mùi đan dược nồng nặc bay ra, chỉ thấy cấu tạo bên trong lò rất phức tạp, trên vách lò còn khắc các loại phù văn và trận pháp. Loại lò luyện đan cao cấp thế nào, chủ có thể luyện đan trình độ cao cấp mới có thể dùng được. Ngô Bình nói với Bạch Giao, anh Giao, lò luyện đan này tôi cần. Bạch Giao nói, đương nhiên, tôi cũng không phải thầy luyện đan gì, đưa tôi cũng phí phạm. Hơn nữa nếu không phải do anh phá bỏ được cấm chế thì tôi cũng không lấy nó đi được. Ngô Bình gật đầu, đi đến một trụ ngọc cao 2 mét, phải hai người mới ôm hết. Trên ngọc trụ có khắc một vài văn tự và hình vẽ, cả thân trụ được bao bọc bởi một ngọn lửa màu xanh, Bạch Giao cũng không dám lại gần. Bên trong chắc chắn có bảo bối, đáng tiếc tôi không biết phá giải cấm chế. Bạch Giao nói. Ngô Bình nhìn một lúc rồi duỗi ngón trỏ phải nhẹ nhàng điểm vào trụ ngọc, ngọn lửa xanh bỗng chốc biến mất vào đầu ngón tay cậu. Bạch Giao ngơ ngác nhìn, hỏi, anh không sao chứ? Mũi Ngô Bình có hai ngọn lửa màu xanh tuôn ra, sau đó cậu xoa mũi, nói, đây là một loại lửa thần, chuyên dùng để thiêu đốt nguyên thần, nhưng đối với thân thể thì không gây hại gì. Chỉ cần ngăn cách nó với nguyên thần thì có thể dễ dàng phá giải. Nói xong, cậu vỗ một cái vào trụ ngọc, trên trụ ngọc bỗng nứt ra một ô vuông, một luồng sáng vàng bay ra. Ngô Bình bay lên không, vươn tay chụp lấy luồng sáng vàng. Đến khi cậu đáp đất thì luồng sáng vàng cậu nắm trong tay đã biến thành một cuốn sách, bên trên có ba chữ cái màu vàng, Mỹ Nhân Phổ. Mở cuốn sách, bên trong lần lượt là 10 bức vẽ Mỹ Nhân, trên đó có ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh. Trang cuối cùng của cuốn sách còn ghi lại một đoạn văn, đại ý nói 10 Mỹ Nhân này liên quan đến tình hình thiên hạ, vận khí vũ trụ. Anh hùng thiên hạ, nếu có thể có được một hai người thì có thể xưng bá một phương. Nếu có được 3-4 người thì có thể trở thành tiên đế một phương, nếu có thể có được 10 đại mỹ nhân, thì có thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Nhìn thấy 10 bức vẽ mỹ nhân này, Ngô Bình không khỏi buồn cười, nói, dựa vào phụ nữ lên ngôi, đúng là vớ vẩn. Bạch Giao liếc nhìn, hỏi, này, bên trên viết gì vậy? Ngô Bình, có 10 cô gái, người đàn ông nào ngủ được với bọn họ thì có thể trở thành bá chủ, càng ngủ với nhiều cô gái thì bá nghiệp càng lớn. Kiểu giải thích như vậy rất đơn giản dễ hiểu, Bạch Giao nghe xong cũng cảm thấy khó tin, lắc đầu nói, đây là lừa trẻ con sao. Ngô Bình cất Mỹ Nhân Phổ, rồi lại đến một trụ ngọc khác vỗ mấy cái. Lần này có một ô vuông nứt ra, bên trong có một lọ thuốc. Ngô Bình cầm lấy lọ thuốc, mở ra thì phát hiện bên trong có 3 viên đan dược, màu vàng kim, mùi hương dễ chịu. Bạch Giao phấn khích hỏi, anh này, đan dược, gì vậy? Ngô Bình khế ngửi. Nói thiên nhan đan. Thiên nhan đan, Bạch Giao hỏi, tôi có thể dùng được không? Ngô Bình, đây là cho các gái dùng, sau khi nuốt xuống có thể trở nên xinh đẹp, da dẻ mịn màng. Bạch Giao cười khổ, sao lại liên quan đến mấy cô gái nữa vậy? Chủ nhân hang động này chắc không phải là dại gái đấy chứ? Ngô Bình, không nói đến cái khác, nhưng tôi thấy cũng giống đấy. Lại mở thêm ô vuông thứ 3, bên trong có một bình ngọc miệng rộng. Bên trong chứa một dung dịch dạng đặc màu xanh ngọc, cũng có mùi hương nhàn nhạt. Ngô Bình bôi lên tay một ít rồi ngửi thử, nói, đây là một loại kem dưỡng da. Lòng Bạch Giao cũng nguội lạnh, vốn dĩ nó còn định lấy mấy món bảo bối, nào ngờ đều là mấy thứ phụ nữ dùng. Sau đó,
Ngô Bình lại mở thêm 8 ô vuông, đồ vật bên trong cũng đều liên quan đến phụ nữ, có nước hoa, có kem dưỡng thể, có đan dược khiến người ta trẻ tuổi. Cũng may mấy thứ này cũng không hoàn toàn vô dụng với Ngô Bình, ít nhất cậu có thể tặng cho Hàn Băng Nghiên và Vũ Tuyết. Thu thập đồ đạc, Ngô Bình và Bạch Giao lại đến trước bàn dài. Trên bàn đặt một giá treo kiếm bằng ngọc, bên trên có treo một thanh trường kiếm có vỏ. Màu đỏ chuôi kiếm xanh lá, tỏa ra kiếm khí lạnh lẽo. Thế nhưng, trên trường kiếm cũng có cấm chế, Bạch Giao không thể động đến nó. Ngô Bình liếc nhìn, lập tức cầm thanh kiếm, một luồng kiếm khí xâm nhập vào thân thể Ngô Bình, nhưng chẳng mấy chốc đã bị pháp lực mạnh mẽ của cậu trấn áp. Sau đó, pháp lực phá giải cấm chế, cậu rút thanh kiếm ra dễ dàng. Thân kiếm rất hẹp, chỉ bằng một nửa thân kiếm bình thường, trên lưỡi kiếm còn khắc 7 đóa hoa mai. Lúc thân kiếm vung lên, bóng hoa mai sẽ hiện ra trong không trung, hoa khẽ khàng rơi xuống, vô cùng đẹp. Bạch Giao thở dài, công tử, xem ra thanh kiếm này cũng dành cho phụ nữ dùng. Ngô Bình gật đầu, đúng thế, chủ nhân của động phủ này khá thú vị, bảo vật để lại toàn dùng để lấy lòng phụ nữ. Bạch Giao, chẳng có tiền đồ. Cuối cùng một người một giao long đi đến trước bục ngọc hình vuông, trên bục ngọc có một chiếc nhẫn. Ngô Bình phá vỡ cấm chế, sau đó cầm chiếc nhẫn lên. Đây là một chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong đều đựng các loại dược liệu, hơn nữa đều là dược liệu có liên quan đến việc giữ gìn nhan sắc của phụ nữ. Mấy dược liệu này vẫn không có tác dụng với tôi, đúng chứ, Bạch Giao đáng thương hỏi Ngô Bình. Mặc dù không đành lòng nhưng Ngô Bình vẫn gật đầu nói, anh Giao, anh có bạn gái không? Bạch Giao rơi nước mắt, tôi không có. Ngô Bình thở dài, vậy thì tôi lấy hết mấy thứ này. Sau đó cậu lại nói, nhưng trong tay tôi có vài dược liệu, tôi có thể luyện chế một lò đan dược giúp anh thăng cấp một lần. Giao Long cũng có phân chia cấp bậc, như Bạch Giao hiện giờ là Giao Long cấp thấp nhất, không có móng vuốt, không có sừng. Nếu tiến thêm một bước nữa thì có thể mọc hai móng vuốt, gọi là Giao Long song chảo. Bạch Giao mừng rỡ, thật sao? Cảm ơn công tử. Ngô Bình đem theo rất nhiều dược liệu, cậu lập tức chọn ra một ít, sau đó cắt huyết linh châu thành một miếng nhỏ, cho hết vào lò đan để luyện chế đan dược. Đan dược mà cậu muốn luyện chế có thể nâng cao tiềm lực của Giao Long, thúc đẩy sự tiến hóa của Giao Long, là đan dược đặc chế riêng cho Bạch Giao. Một tiếng sau, lò đan được mở ra, hai viên đan dược màu máu bay ra, bị Ngô Bình bắt lấy trong tay, đan dược liên tục phát ra ánh sáng đỏ, Ngô Bình ném ngay vào miệng Bạch Giao. Nói, lò đan này luyện chế được đan dược thì phải uống ngay, nếu không đan dược sẽ mất tác dụng rất nhanh. Sau khi uống đan dược, Giao Long lập tức nằm xuống bất động, cơ thể nó đang thay đổi. Đợi đến lúc trời sáng, Ngô Bình cảm nhận được quá trình thay đổi của Giao Long này cực kỳ chậm, bèn nói, anh Giao, anh ở đây tu luyện, tôi có thời gian sẽ đến tìm anh. Bạch Giao, ừ, công tử sống ở đâu, tên là gì, nếu công tử không đến, tôi đi tìm công tử. Ngô Bình, tôi tên là Ngô Bình, sống ở biệt thự Hoàng Long, Trung Châu. Biệt thự Hoàng Long, Trung Châu, tôi nhớ rồi. Tạm biệt Giao Long, Ngô Bình lập tức về nhà. Biệt thự Hoàng Long, Liễu Kim Long trở về Trung Châu đang làm người hòa giải. Lúc này có hơn 100 người kéo đến biệt thự Hoàng Long để chấp nhận hòa giải của Liễu Kim Long. Hai bên xảy ra mâu thuẫn là Khoái Đao Bang và Thần Quyền Đường. Thế lực của Khoái Đao Bang chủ yếu ở nông thôn, kinh doanh ở các bãi cát. Vận chuyển đất. Bang chủ tên là Tôn Vạn Niên, thế lực của Thần Quyền Đường chủ yếu ở khu thành thị, chủ yếu kinh doanh nhà tắm, massage, club v.v. Hai thế lực này vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, nhưng Thượng Vũ, lại ỷ có Chu Thượng Vũ chống lưng việc kinh doanh cát sông ở nông thôn. Khoái Đao Bang thấy Thần Quyền Đường dám giành việc làm ăn trên địa bàn của mình, lập tức ra tay, không chỉ tịch thu xe chở cát của đối phương mà còn đánh bị thương rất nhiều người. Cuối cùng hai bên trở mặt với nhau hoàn toàn, đánh nhau mấy trận, bên nào cũng có thương vong. Thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, hai bên cùng tìm đến Liễu Kim Long mong ông phân xử công bằng. Khoảng thời gian này Liễu Kim Long vẫn luôn bế quan tu luyện, dựa vào đan nhập bí, ông ta thành công đột phá cảnh giới chí bí, thực lực tăng lên rất nhiều. Bang chủ của Khoái Đao Bang Tôn Vạn Niên tức giận ngồi bên trái, bên cạnh ông là một thanh niên, vẻ mặt rất lạnh lùng và kiêu ngạo. Bên phải là Chu Thượng Vũ của Thần Quyền Đường, ông ta thi thoảng hung hăng trợn mắt với Tôn Vạn Niên. Liễu Kim Long ngồi ở giữa, bình tĩnh nói, anh Tôn, anh Chu, nếu hai người đã tìm đến đây chứng tỏ tin tưởng Liễu Kim Long tôi.
hôm nay chúng ta ngồi xuống, bình tĩnh nói rõ ràng mọi chuyện. Tôn Vạn Niên, ông Long, thần quyền đường không biết quy tắc, thế mà lại đến địa bàn của khoái đao bang bọn tôi đào cắt sông, đây là trèo lên đầu chúng tôi ngồi rồi, Tôn Vạn Niên tôi không thể nhìn. Chu Thượng Vũ cười nhạo, Tôn Vạn Niên, chẳng phải ông cũng mở một trung tâm nhà tắm ở khu thành thị, giành mất bao nhiêu tài nguyên đó sao? Tôn Vạn Niên, lúc đầu mở trung tâm nhà tắm, tôi đã nói trước với ông rồi, ông cũng đồng ý đấy thôi. Chu Thượng Vũ, có phải tôi cũng tìm người nói với ông chuyện cát sông rồi không? Nhưng ông lại chẳng nể mặt tôi. Thấy hai bên sắp cãi nhau, Liễu Kim Long nói, chuyện rất đơn giản, tôi nghĩ mọi người đều nhường một bước. Thần quyền đường ngừng kinh doanh cát sông, khoái đao bang cũng đóng cửa trung tâm nhà tắm. Tôn Vạn Niên là người đầu tiên không đồng ý, ông Long, tôi đã đầu tư vào trung tâm nhà tắm đó hơn 80 triệu tệ, không thể nói đóng là đóng được. Chu Thượng Vũ cũng nói, ông Long, chúng tôi đã bị thương vong nhiều anh em như thế, kinh doanh cát sông nói bỏ là bỏ, tôi biết nói thế nào với anh em đây. Liễu Kim Long nói, nếu hai người đã tìm tôi hòa giải thì tôi đưa ra cách giải quyết. Còn có nghe, hay không thì tùy các người. Bây giờ Liễu Kim Long cũng không muốn quản mấy việc linh tinh này nữa, vì ông ta biết rõ hòa giải rất phiền phức. Hời ông Long cái gì, chỉ toàn là một tên ba phải. Người nói là thanh niên bên cạnh Tôn Vạn Niên, hắn vừa nói thế, cấp dưới của Liễu Kim Long quở trách, hỗn láo. Thanh niên đó trợn mắt nói, tôi nói không đúng à. Liễu Kim Long hơi cau mày, ông ta sẵn sàng đứng ra hòa giải đã là giữ thể diện cho hai bên rồi, nhưng Tôn Vạn Niên lại còn dẫn theo người sinh sự đến, ông ta bình thản nói, cậu là ai? Tôn Vạn Niên hơi mất mặt, người này mới gia nhập khoái đao bang vào tháng trước, nhưng cậu ta đánh nhau rất giỏi. Được ông ta xem trọng nhưng ông ta không ngờ đối phương lại dám nói thế với Liễu Kim Long. Ông ta vội nói, ông Long, cậu ta tên là Xích Hà, là người mới, cậu ta không giỏi ăn nói lắm, ông đừng để ý. Xích Hà nói, bang chủ, tôi thấy không có gì để hòa giải cả, có tôi ở đây, người thần quyền đường chỉ là đám tôm tép thôi. Câm miệng, Tôn Vạn Niên tức giận, ở đây không đến lượt cậu lên tiếng. Xích Hà nhướng mày nói, Tôn Vạn Niên. Chưa có ai dám nói chuyện với tôi như thế, ông cũng không được. Vừa dứt lời, hắn tát một cái lên mặt Tôn Vạn Niên khiến ông ta ngất lăn ra đất. Mọi người đều sửng sốt, chuyện gì đây? Sau đó Xích Hà đứng lên lớn giọng hỏi người khoái đao bang, bắt đầu từ bây giờ tôi là bang chủ mới của mọi người đồng ý đi theo tôi không? Mấy người này trước đó đã bị Xích Hà chèn ép bằng vũ lực, lập tức lớn giọng nói chúng tôi đồng ý. Xích Hà rất hài lòng. Hắn xoay người nhìn Liễu Kim Long nói, nghe nói ông là nhân vật số một ở Trung Châu, nhưng tôi thấy ông chẳng là gì cả. Liễu Kim Long nheo mắt, ông ta cảm nhận được người này chắc chắn đang nhắm vào mình, lạnh nhạt nói, tôi có phải là nhân vật số một hay không, cậu không có tư cách để nói. Xích Hà nói, nếu ông đã ở vị trí này, bất kỳ ai cũng có thể bình phẩm ông. Nói rồi hắn đi thẳng về phía Chu Thượng Vũ, lạnh lùng nói, đắc tội với khoái đao bang thì phải chết. Chu Thượng Vũ là một cao thủ luyện khí, ông ta đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng hỏi, ông muốn làm gì? Giết ông, Xích Hà bình thản đáp, vừa nói vừa trường. Liễu Kim Long giận dữ, cậu dám. Ông ta nhún người búng lên không, xông về phía Xích Hà. Giây phút ông ta tiếp cận Xích Hà thì bỗng nhiên có ảo ảnh của một võ thần xuất hiện sau lưng Xích Hà, ảo ảnh đó đấm một đấm lên ngực Liễu Kim Long. Bụp, Liễu Kim Long hừ lên khó chịu rồi bị bay ra mấy mét. Va mạnh xuống sàn và nôn ra máu. Sau khi lên được bí cảnh, thực lực của ông ta tăng mạnh, nhưng lại không đỡ được quyền của đối phương. Rốt cuộc cậu là ai? Ông ta hét lớn. Xích Hà không thèm quay người lại nhưng vẫn chưởng trúng người Chu Thượng Vũ. Một tiếng, vang lên, xương cốt khắp người Chu Thượng Vũ gãy vụn. Ông ta ngã khuỵu xuống đất như một đống bùn nhão, thất khiếu chảy máu nhiều không kể xiết. Sau khi Xích Hà đánh chết Chu Thượng Vũ thì mới quay lại nhìn sang Liễu Kim Long. Cười khẩy và nói, sao hả? Bây giờ ông còn cảm thấy tôi không còn tư cách nói ông nữa không? Liễu Kim Long hít một hơi thật sâu, nói, núi cao còn có núi cao hơn, cậu đừng quá ngông cuồng. Ngông cuồng, đến cả ông còn không đỡ nổi một quyền của tôi, ở cái Trung Châu nhỏ bé này, còn ai có thể là đối thủ của Xích Hà tôi? Cái thá như anh đây sao? Bỗng dưng, Ngô Bình bước vào phòng khách. Liễu Kim Long nhìn thấy cậu thì thở phào. Vội tiến về trước chào công tử. Ngô Bình gật đầu,
nói với Xích Hà, đánh chết người ở địa bàn của tôi, gan của anh cũng to đấy. Xích Hà cười lạnh lùng, từ lâu tôi đã nghe nói sau lưng Liễu Kim Long có một cao nhân, chắc người đó là cậu đúng không? Liễu Kim Long cười khẩy, Xích Hà, trước mặt công tử, chút bản lĩnh đó của cậu chẳng đáng là gì. Vậy sao? Xích Hà vốn không xem Ngô Bình ra gì, hắn đan tay trái vào tay phải, một ảo ảnh thần võ bỗng bay lên từ phía sau, đến cả Ngô Bình cũng cảm thấy bị uy hiếp. Phù thần, Ngô Bình nhìn thấy ảo ảnh võ thần thì một số thông tin liền lập tức xuất hiện trong đầu. Xích Hà rất ngạc nhiên, nói cậu biết phù thần sao? Từng có một số người gộp hình xăm và những lá bùa chung với nhau, tạo ra một loại phù thần rất kỳ lạ. Phù thần cũng giống như hình xăm, được xăm lên cơ thể con người nhưng lại có thể phát huy được một tác dụng của một lá bùa. Trên người Xích Hà có xăm một võ thần, lúc hẳn cần dùng đến thì sẽ có thể giải phóng võ thần ra ngoài để chiến đấu. Ngô Bình, tôi không chỉ biết mà tôi còn biết với thực lực của anh, vốn không thể chịu nổi phù thần này, tôi nói đúng chứ? Vẻ mặt của Xích Hà trở nên vô cùng khó coi, không sai, trước đây tu vi của hắn miễn cưỡng đạt đến luyện khí tầng 3, cũng có thể nói là cao thủ. Nhưng hẳn may mắn, tình cờ có được một phù thần, nhờ đó có thể mượn sức mạnh của nó, nhẹ nhàng đánh bại rất nhiều cao thủ khác, bao gồm cả cao thủ như Liễu Kim Long. Xích Hà bị Ngô Bình nói trúng tim đen thì lạnh lùng nói, vậy thì đã sao? Tôi vẫn có thể giết được cậu như thường. Giết tôi, Ngô Bình lắc đầu, anh đã đánh giá bản thân mình cao quá rồi. Xích Hà hét lớn, ảo ảnh võ thần đó bỗng xông qua. Nhưng ảo ảnh võ thần đã đánh chật, vì Ngô Bình đột nhiên biến mất khỏi chỗ đứng. Tiếp ngay đó, Xích Hà bỗng thấy đau bụng, hẳn bị Ngô Bình đấm ngã nhào. Lúc này hắn đau đớn vô cùng. Cảm giác như đứt từng đoạn ruột, không ngừng sùi bọt mép và co giật. Ngô Bình bình thản nói, phù thần rất mạnh nhưng anh quá yếu, đánh bại anh thì phù thần cũng trở nên vô dụng. Thì ra lúc nãy thứ mà phù thần tấn công chỉ là ảo ảnh mà Ngô Bình giải phóng ra, còn bản thân cậu thì đã mai phục bên cạnh từ lâu, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Có ngon thì đánh tay trực diện với tôi. Xích Hà không phục, giận dữ hét lên. Ngô Bình cười lạnh lùng. Đưa tay xé toạc quần áo của hắn thì thấy hình xăm một võ thần trên lưng hẳn, giống hệt như ảo ảnh đó. Cơ thể của anh không thể nào chịu đựng nỗi sức mạnh của phù thần, vì vậy nó không thuộc về anh. Cậu vừa nói vừa đưa tay tóm lấy hình phù thần ra. Xích Hà cảm giác cơ thể như trống rỗng, sau đó thì đau đớn ngã khuỵ xuống đất. Trả lại cho tôi, phù thần của tôi. Hắn kiệt sức hét lên. Ngô Bình hỏi, làm sao anh có được phù thần này? Xích Hà biết rất rõ bây giờ hắn chỉ có thể mặc cho người ta chém giết, phản kháng chỉ khiến hắn chết càng thê thảm hơn, hắn liền nghiến răng nói, tôi đi nhầm vào một hang động, nhìn thấy rất nhiều bức bích họa, phù thần này là một trong những bức bích họa đó. Ngô Bình giật mình, hỏi, vị trí của bức bích họa đó ở đâu? Xích Hà im lặng vài giây rồi nói, tôi có thể dắt cậu đi, nhưng cậu có thể tha cho tôi lần này không? Ngô Bình, được. Tôi không chỉ tha cho anh mà còn có thể cho anh tiếp tục quản lý khoái đao bang. Mắt Xích Hà sáng lên, hắn nói cảm ơn. Ngô Bình nói với Liễu Kim Long, ông Liễu, những việc còn lại giao cho ông đó. Cậu nói xong thì dẫn theo Xích Hà rời khỏi Hoàng Long Sơn Trang. Xích Hà nói, chỗ đó cách chỗ này hơn 200 km, Ngô Bình liền tóm cổ hắn, bay lên không, một lúc sau thì đã đến một thôn núi nhỏ. Thôn núi đó đã hoang tàn. Một số căn nhà được xây dựng cách đây từ mấy chục năm đến mấy trăm năm đã trở nên lụp sụp. Xích Hà dẫn Ngô Bình đến trước một ngôi miếu sơn thần bỏ hoang, mở. Cửa miếu ra thì thấy có một bức tượng sơn thần đổ nát đang ngồi bên trong. Hắn đi vòng ra sau bức tượng thần, mở cánh cửa ra và nói, công tử, bức tranh nằm ở đây. Ngô Bình liếc nhìn, hỏi, lúc đó anh đã chạy đến đây như thế nào? Xích Hà thở dài, nói, lúc đó tôi đắc tội với người ta. Bị người ta truy sát, vì vậy mới một mình chạy lên núi, ở đây một mình hết nửa năm. Có một lần người của nha môn đến lục soát, tôi sợ quá đã chạy đến đây và vô tình tìm thấy cửa vào này. Sau khi vào trong thì thấy rất nhiều bích họa, và lần đó cũng đã thay đổi vận mệnh của tôi. Lúc đó anh là luyện khí tầng 3, thực lực không phải yếu, xem ra người mà anh đã đắc tội không đơn giản. Ngô Bình nói. Xích Hà bình thản nói, tu vi của người đó cao hơn tôi nhiều. Có điều sau khi tôi có được phù thần, việc đầu tiên tôi làm là giết ông ta. Ngô Bình nói, vào trong.
Hai người họ nối đuôi nhau bước qua cánh cửa đó, đằng sau cánh cửa là một đường hầm nhân tạo, đi sâu vào trong mười mấy mét thì đường hầm trở nên rộng hơn, hai bên cũng xuất hiện một số bích họa. Ngô Bình cẩn thận quan sát, cảm thấy thật ra những bức bích họa này chính là phù thần, hơn nữa, càng đi vào trong thì uy lực của phù thần càng mạnh. Một lúc sau, Ngô Bình đã nhìn thấy có một đoạn không có bích họa, đấy chính là phần đã bị Xích Hà lấy mất. Cậu lập tức dán lại bức phù thần mình giật được lên tường. Xích Hà thấy cậu làm vậy thì có chút không cam tâm, nói công tử, chỗ này có rất nhiều phù thần, có thể trả lại cái đó cho tôi không? Ngô Bình, bây giờ tu vi của anh không thể nào dùng được nó. Nếu tôi là anh thì tôi sẽ ra phía trước chọn một bức phù thần yếu hơn. Xích Hà nghiến răng, nói, xin công tử giúp tôi chọn một bức. Ngô Bình, không gấp, lát về rồi chọn. Cậu tiếp tục đi vào trong, cuối cùng cũng đến điểm cuối cùng, ở đó có một phù thần cực kỳ mạnh, ba đầu, sáu tay, mỗi cánh tay đều có một pháp khí. Ngô Bình nhìn thấy phù thần đó thì động lòng, nói, phù thần mạnh quá, tất cả những phù thần phía trước cũng chỉ có thể làm nền cho nó thôi. Cậu nói xong thì đưa tay ra, đặt lên trên nhân vật ba đầu sáu tay trên bức bích họa, bức bích họa lập tức phát sáng rồi chảy vào cánh tay Ngô Bình như nước, cuối cùng truyền đến vai trái của cậu. Một luồng áp lực cực mạnh giáng xuống, Ngô Bình gần như không thở được, thế là cậu dùng thiên cơ bí thuật, nâng cao sức mạnh của cơ thể mình lên gấp mấy lần. Chỉ trong vòng 1/100 giây, phù thần đã hoàn toàn hợp nhất với cơ thể cậu, liên kết với thân xác và thần hồn của cậu, sau đó bỗng có một luồng sức mạnh lạ truyền vào cơ thể cậu, đấy chính là sức mạnh của phù thần. Điều đó chứng tỏ Ngô Bình đã dung hợp hoàn toàn sức mạnh của phù thần, không giống như Xích Hà. Trước đó Xích Hà không thể nào có được loại sức mạnh này, hắn chỉ có thể tạm thời mượn sức mạnh của phù thần thôi. Luồng sức mạnh đó dịch chuyển trong cơ thể Ngô Bình một lúc thì lòng bàn tay cậu bỗng xuất hiện một lực hút cực mạnh. Bỗng dưng, đao kiếm, thương, kích cùng các nhân vật trên các bức bích họa đều bay lên không rồi rơi vào lòng bàn tay cậu. Ngô Bình giật mình, thế là cậu đi ngược về lại, cứ đi được một đoạn thì các phù thần trên các bức bích họa đều bị hút hết vào lòng bàn tay cậu. Cùng lúc đó, các phù thần này cũng lần lượt xuất hiện xung quanh phù thần ba đầu sáu tay, chỉ có điều chúng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên da, vây quanh phù thần mạnh nhất như các vì sao vây quanh mặt trăng. Lúc Ngô Bình đi đến điểm cuối thì cậu đã cố ý để lại một phù thần khá yếu rồi nói với Xích Hà, anh lấy cái đó đi. Xích Hà vui mừng, lập tức đưa tay ra, bức phù thần đó liền theo tay hắn chuyển lên lưng. Uy lực của phù thần đó không mạnh nên Xích Hà có thể miễn cưỡng chịu được. Ngô Bình để Xích Hà ở lại hấp thụ phù thần, còn mình thì tiếp tục đi vào trong trở lại. Cậu đi được mấy bước thì nhìn thấy trên tường đá có viết mấy trăm chữ, nội dung đại khái kể về lai lịch của những phù thần này. Thì ra người tạo ra những phù thần này bị kẻ thù truy sát, không còn đường chạy nữa, tự biết bản thân không còn hy vọng gì nên hắn đã chuyển hết tất cả những gì cả đời học được vào trong phù thần, để lại cho người có duyên. Thế ai có được phù thần thì phải làm ba việc cho chủ nhân của phù thần. Nếu không thì sẽ phải một lời nguyền rất đáng sợ. Ngô Bình nhìn thấy chỗ đó thì cười lạnh lùng, lẩm bẩm, tự mình không bảo vệ được mình mà còn muốn người khác giúp mình làm việc. Còn về lời nguyền thì cậu không quan tâm lắm, cậu quay đầu đi ra lại, lúc này Xích Hà đã hấp thụ xong phù thần, Ngô Bình nói, về thôi. Cậu kéo Xích Hà, chớp mắt, hai người họ đã về đến Sơn Trang Hoàng Long. Lúc này người của hai bên đã giải tán hết. Ngô Bình bảo Xích Hà tạm thời quay về bang khoái đao, đồng thời bảo hắn tiếp quản luôn thần quyền đường. Đương nhiên, sau khi mấy bang phái này hợp nhất thì sẽ là sản nghiệp của Ngô Bình, sau này, ít nhất anh cũng phải lấy 7 phần lợi nhuận mỗi năm. Xích Hà vừa đi, Liễu Kim Long liền tiến lên hỏi, công tử có thu hoạch gì không? Ngô Bình, tìm được mấy phù thần. Sau này Xích Hà sẽ rất nghe lời, ông có việc gì cứ sai bảo hắn. Liễu Kim Long, vâng. Thuộc hạ đã hiểu. Sau đó ông ta lấy ra một sấp kế hoạch đặt trước mặt Ngô Bình, nói, công tử, đây là kế hoạch chỉ tiêu từ thiện tháng này của chúng ta, mời cậu xem qua. Ngô Bình đọc lướt qua, tháng này từ thiện đường Giang Nam có kế hoạch mua lại hoặc xây mới 5 trung tâm điều trị bệnh hiểm nghèo cho trẻ em. Những trung tâm hỗ trợ này có trang thiết bị tiên tiến nhất thế giới, cùng môi trường điều trị tiên tiến và đội ngũ bác sĩ giỏi nhất thế giới. Hơn nữa, trung tâm sẽ không thu phí với các bệnh nhi cần được cứu chữa. Có điều, chi phí để trị khỏi cho một bệnh nhi rất lớn, theo dự toán của họ, hiện tại chi phí bình quân để trị khỏi bệnh cho một bệnh nhi là hơn 850.000,
trị khỏi cho 100.000 bệnh nhi thì chi phí sẽ lên đến 85 tỷ. 5 trung tâm điều trị, 12.000 giường bệnh, thời gian điều trị nửa tháng. Nói vậy thì mỗi năm chúng ta có thể trị khỏi cho khoảng 100.000 bệnh nhỉ. Liễu Kim Long, nhưng nguồn vốn 85 tỷ là con số trên trời, hơn nữa, đấy chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động từ thiện của chúng ta, chi phí sau này còn nhiều hơn nữa. Ngô Bình, không sao, chúng ta có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu chuyện, hơn nữa, sau này mỗi năm tôi sẽ góp thêm cho tổng bộ từ thiện đường một ít. Liễu Kim Long, phải rồi, công tử, tổng bộ từ thiện đường có phái một sứ giả đến, muốn hẹn gặp cậu. Ngô Bình hỏi, mục đích của đối phương là gì? Liễu Kim Long, cách làm của từ thiện đường Giang Nam chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều áp lực. Cho tổng bộ từ thiện đường, đặc biệt là sau khi kế hoạch từ thiện của chúng ta được công bố, tổng bộ từ thiện đường và từ thiện đường ở những nơi khác liền bị bóc phốt, bị mắng đến mức đóng cả trang web. Ngô Bình cười lạnh lùng, bọn họ chỉ kiếm tiền, không làm cả, bị mắng cũng đáng đời. Liễu Kim Long, vì vậy tôi cảm thấy họ đến là để bắt lỗi, công tử nên xô sự chuẩn bị. Ngô Bình, thích thì cứ đến. Liễu Kim Long, vậy khi nào gặp được ạ? Không gấp, để vài ngày đã. Ngô Bình về đến nhà mới thấy Hàn Băng Nghiên đang ở nhà đợi mình, cô ta vừa gặp thì đã nói, anh Bình, anh đã đi đâu thế? Em đợi anh cả ngày trời rồi. Ngô Bình cười, nói, ra ngoài làm chút việc. Hàn Băng Nghiên lấy mấy đề thi ra cho cậu xem rồi cười, nói, anh Bình, lần trước sau khi anh giúp em mở mang đầu óc, gần đây em tiến bộ rõ rệt, anh xem này, đây là bài thi thử em làm. Ngô Bình cầm qua xem, độ khó của đề thi thử này khá cao, không dễ hơn đề thi tốt nghiệp 5 năm. Nhưng Hàn Băng Nghiên thi rất tốt, toán được 139 điểm, ngữ văn được 104, ngoại ngữ được 145, tổng cộng được 805 điểm. Thành tích này có thể thi vào bất cứ trường đại học nào. Ngô Bình gật đầu, khá lắm, sang năm em cũng thi vào Đại học Thần Kinh, chúng ta cùng học một trường. Hàn Băng Nghiên thở dài, sớm biết thế thì năm nay em cũng thi tốt nghiệp rồi, thế thì chúng ta có thể cùng đi học. Ngô Bình, nếu em thật sự muốn thi trong năm nay thì cũng không phải không có cách. Hàn Băng Nghiên ngây ra, kỳ thi đã kết thúc rồi, làm sao thi được? Ngô Bình, mỗi năm trước khi khai giảng, các trường điểm đều có tổ chức thi bổ sung, mục đích là để chuẩn bị cho con cái của những nhà có đặc quyền, đề thi không khó, rất dễ đậu. Hàn Băng Nghiên, anh Bình, em cũng có thể thi bù sao? Ngô Bình, quy mô của từ thiện đường Giang Nam rất lớn, vì vậy mỗi năm đều có 3 suất thi bù, anh có thể cho em một suất. Hàn Băng Nghiên vui mừng, tốt quá rồi. Ngô Bình, thời gian này em lo chuẩn bị trước, dù là thi bù thì cũng phải biểu hiện tốt một chút. Thời gian này em sẽ không làm gì cả, dành hết thời gian để ôn tập. Hàn Băng Nghiên ngoan ngoãn làm đề thi, Ngô Bình thì một mình đến Giang Tâm, cảm nhận sức mạnh của phù thần trong cơ thể. Luồng sức mạnh bá đạo đến kỳ lạ, may mà nó đã bị cậu khống chế. Sức mạnh mạnh đến thế, nhất định có thể thi triển Bạch Hổ Tiên Kiếm. Cậu nghĩ đến đây thì rút kiếm ra. Cậu cầm Bạch Hổ Tiên Kiếm trên tay, một luồng sát khí kinh người liền trỗi dậy, sức mạnh phù thần truyền vào trong. Tiên kiếm phát ra vô vàn sát quang, vút lên trời. Luồng sát khí đó đủ để uy hiếp cao thủ đạo cảnh sơ kỳ. Ngô Bình giật mình, vội cất Bạch Hổ Tiên Kiếm vào, đồng thời cảm thấy co thắt ngực, một giọng nói liền vọng lên trong đầu cậu. Không ngờ thật sự có người có thể kế thừa sức mạnh của tôi, nhóc con, cậu khá lắm. Ngô Bình nheo mắt, ông là ai? Đối phương, tôi là người để lại bích họa, cậu kế thừa sức mạnh của tôi thì bắt buộc phải làm việc cho tôi. Ngô Bình chau mày, thì ra ông chưa chết mà là giấu thần hồn trong phù thần. Không sai, năm xưa tôi bị người ta đuổi giết. Không có đường để chạy, để không bị bắt, tôi đã tự phong ấn mình trong phù thần. Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng cũng có người hấp thụ phù thần, đánh thức tôi dậy. Ngô Bình, ông muốn tôi làm gì? Giúp tôi giết mấy người? Đối phương hạ giọng, nếu tôi không đồng ý thì sao? Ngô Bình hỏi. Tôi có thể khống chế được sức mạnh của phù thần. Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ giết chết cậu. Ông muốn tôi giết ai? Người thứ nhất phải giết là đệ tử của tôi. Năm xưa nếu không phải cậu ta phản bội tôi thì tôi cũng sẽ không bị trọng thương, cũng không bị ép đến mức phải trốn trong phù thần. Ngô Bình, đệ tử của ông ở đâu? Chắc giờ cậu ta vẫn còn sống, trên người cậu ta có đồ của tôi có thể cảm nhận được vị trí của nó. Ngô Bình, tu vi lúc trước của ông là gì?
Thần thông tầng 10, đối phương nói, nếu không phải bị hại thì đã có thể là cảnh giới phổ thăng đạo. Thần thông tầng 10 mà đã có thể tạo ra được phù thần mạnh như vậy, ông cũng có chút bản lĩnh đấy, cậu nói. Đối phương cười mỉa, có chút bản lĩnh. Ngô Bình, thực lực của ông cũng xem như khá tốt, nhưng chỉ chút này mà muốn đe dọa tôi thì còn kém xa lắm. Ngô Bình cảm thấy sức mạnh của phù thần bùng phát, các cơ quan nội tạng của cậu ngứa ran, nhưng ngay sau đó cảm giác này biến mất, ngược lại cái người ở trong người cậu bắt đầu hét lên. Cậu đã làm gì với tôi, ông ta tức giận nói. Hoan không đại đạo, Ngô Bình nói, tôi chia sẻ cảm nhận của mình với ông, nỗi đau của tôi sẽ tăng lên gấp 10 lần khi ở trên người ông, nếu ông muốn hại chết tôi, ông cũng sẽ chết trước tôi. Đối phương vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cậu thế mà lại có hoan không đại đạo. Này, rốt cuộc cậu là ai thế? Ngô Bình, đệ tử xuất sắc của Đại Tông. Đối phương im lặng vài giây rồi nói, thảo nào có thể lấy phù thần của tôi, hóa ra là con cưng của trời à. Ngô Bình, nói chuyện đàng hoàng, có lẽ tôi có thể giúp ông. Đối phương nói, được thôi, nếu tôi đã không thể làm gì được cậu thì chỉ đành hợp tác vậy. Ngô Bình, ông tên gì? Đối phương nói, lúc trước tôi được gọi là Diệu Phù Thần Quân, tên là Lý Hưng Vận. Ngô Bình, Diệu Phù Thần Quân, tại sao ông bị truy sát? Diệu Phù Thần Quân, cậu cũng thấy rồi đấy, uy lực phù thần mà tôi tạo ra cực kỳ lớn, nếu cho tôi thời gian, tôi thậm chí có thể tạo ra phù thần đạo cảnh. Ngô Bình, tôi tin anh có thể làm được, phù thần của ông chắc chắn rất mạnh. Diệu Phù Thần Quân, thế nên tôi bị vài thế lực nhắm đến, chúng muốn lấy phù thần của tôi. Vốn dĩ tôi đã cất đi rồi nhưng bị đồ đệ của tôi bán đứng. Tại sao hắn lại bán đứng ông? Diệu Phù Thần Quân thở dài, cậu ta chỉ vì muốn lấy một phù thần do tôi tạo ra. Phù thần đó vốn dĩ tôi để lại tặng cho cậu ta. Hắn tên gì? Tiêu Thủy, bây giờ cậu ta chắc đã đổi tên rồi, nhưng có biến thành cho tôi cũng có thể nhận ra, Diệu Phù Thần Quân hung hăng nói. Ngô Bình, tôi có thể giúp ông, nhưng ông phải nói cho tôi biết nguyên lý của phù thần. Diệu Phù Thần Quân, sau khi tôi dạy cho cậu, nếu cậu hối hận thì sao? Ngô Bình, thế nên có dạy hay không là tùy ông có thể lựa chọn không tin tôi, cũng có thể tin tôi. Diệu Phù Thần Quân im lặng một lúc lâu rồi nói, cho tôi chút thời gian, tôi phải suy xét rõ ràng. Không thành vấn đề, Ngô Bình nói, sau đó cậu lại lấy 9 thanh phi kiếm ra, bắt đầu tập cách điều khiển phi kiếm. Người khác cần đến thần thức để điều khiển phi kiếm, giữa chừng dễ xảy ra nhiều vấn đề. Sau khi thử vài lần, Ngô Bình chia huyền ảnh thành 9 phần. Đồng thời khống chế 9 thanh phi kiếm. Thoáng chốc 9 thanh kiếm đâm vào trong không trung tạo thành kiếm trận, uy lực kinh người, cũng không thua kém gì Bạch Hổ Tiên kiếm mà cậu thi triển. Diệu Phù Thần Quân nhìn một lát, cảm khái, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, hiểu biết của cậu về kiếm đạo khiến người khác bái phục. Ngô Bình, tu vi của tôi vẫn còn yếu. Quay về phòng, con chó mực Dư Quang Hạ nhảy ra nói, công tử, cơ thể của tôi hồi phục chưa? Ngô Bình, chắc là ổn rồi đấy, tôi đi xem thử. Đi đến một căn phòng, cơ thể của Dư Quảng Hạ được ngâm trong thuốc, Ngô Bình bước đến kiểm tra, sau đó giúp anh ta hồi phục bằng cách châm cứu. Khoảng một giờ sau, cơ thể Dư Quảng Hạ đã hồi phục sinh khí, bí anh của anh ta lao ra khỏi cơ thể con chó đen, quay lại bản thể. Nửa phút sau, Dư Quảng Hạ mở mắt ra, anh ta vội quỳ lạy Ngô Bình, cảm ơn ơn cứu mạng của công tử. Ngô Bình, một tiếng. Bây giờ anh đang hồi phục, có dự định gì không? Dư Quảng Hạ trông rất cao lớn, đẹp trai, anh ta nói, công tử có thể giúp tôi giành lại vị trí thế tử không? Ngô Bình cười nói, anh muốn tôi giúp anh thế nào? Dư Quảng Hạ, công tử có thực lực rất mạnh, tôi nghĩ chắc cậu có cách nâng cao thực lực và tu vi của tôi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, có thể giúp anh nhưng trước đó anh dẫn tôi đến động phủ, tôi phải lấy vài thứ xem như báo đáp. Tôi có thể luyện chế vài đan dược cải thiện tư chất của anh. Dư Quảng Hạ mừng rỡ, vội hỏi, đan dược gì thế? Thiên Kiêu Đan, Ngô Bình nói, tôi cho anh một đơn thuốc, anh đi tìm dược liệu. Sau khi tìm được hết dược liệu, tôi luyện chế một lò đan cho anh, có Thiên Kiêu Đan rồi, ít nhất anh có thể tu luyện đến thần thông tầng 10. Dư Quảng Hạ nói, cảm ơn cậu. Ngô Bình lập tức viết một đơn thuốc, Dư Quảng Hạ cầm lấy đơn thuốc chào tạm biệt. Anh ta muốn nhanh chóng tìm đủ dược liệu để Ngô Bình luyện chế Thiên Kiêu Đan cho mình. Sau khi tạm biệt Dư Quảng Hạ,
Ngô Bình tiếp tục lắng nghe hỗn độn tiên âm, lĩnh hội bí lực. Cậu bắt đầu tu luyện, không biết qua bao lâu, đến khi cậu kết thúc quá trình tu luyện thì đã là buổi chiều của hai ngày sau. Hai ngày qua không ai đến làm phiền cậu, cậu trải nghiệm hết thảy những bí lực có thể lĩnh ngộ được, gặp được cái phù hợp thì lĩnh hội tu luyện. Bây giờ cậu đã lĩnh hội đủ bí lực, tiếp theo là tu luyện bí pháp dựa trên rất nhiều bí lực. Khi bí pháp mà cậu tu luyện tăng lên, Ngô Bình cảm thấy trong cơ thể mình có rất nhiều vòng xoáy. Pháp lực, những vòng xoáy pháp lực này gắn liền với quy luật trời đất, sau khi hấp thụ vài bí lực nào đó, Ngô Bình có thể phun ra một loại bí lực được Ngô Bình sử dụng. Bí pháp tu luyện là một quá trình rất dài, Ngô Bình cũng không vội, từ từ luyện mới phải. Cậu bước ra khỏi nơi bế quan thì thấy Nghiêm Lãnh Thạch đang đợi cậu trong phòng khách, cũng không biết đã đợi bao lâu rồi. Ông Nghiêm, có việc à, cậu hỏi. Nghiêm Lãnh Thạch đang đọc tài liệu, nghe thế vội đứng lên nói, chủ nhân, tôi có việc. Ngô Bình, ông đợi lâu lắm rồi à? Nghiêm Lãnh Thạch, không lâu, hơn một tiếng thôi. Ngô Bình, nói đi, có việc gì? Nghiêm Lãnh Thạch, chủ nhân, đan dược lần trước cậu đấu giá đã gây chấn động trong giới kinh doanh, những người uống đan dược như được thay da đổi thịt, trông trẻ hơn mấy chục tuổi. Bây giờ có rất nhiều người đến tìm tôi để hỏi về nguồn gốc của đan dược. Họ đều muốn mua nhiều hơn, cậu xem. Ngô Bình nói, có bao nhiêu người trong số đó mua nổi? Nghiêm Lãnh Thạch ngẫm nghĩ rồi nói, ít nhất 20 mấy người. Ngô Bình, ừ, ông trả lời với họ là chỗ tôi còn 4 viên linh chú đan luyện hình thượng phẩm tầng 4. 3 ngày sau chúng ta chia thành 2 viên một nhóm rồi đóng gói bán đấu giá, họ có thể tham gia. Nghiêm Lãnh Thạch cười nói, được, tôi đi thông báo cho họ. Ngừng một lúc, ông ta do dự rồi lại nói, chủ nhân, tôi còn một việc muốn báo. Nói đi. Nghiêm Lãnh Thạch, tôi nhận được tin Xương Thành bên cạnh vừa xuất hiện một thiên tài, nghe nói cậu ta cũng được một tông môn nhất phẩm nào đó nhận làm đệ tử ưu tú. Chuyện này đã được lan truyền rộng rãi, ngay cả người ở trong thủ đô cũng phái người đến điều tra, tất cả đều muốn lấy lòng thiên tài này. Ngô Bình hơi bất ngờ, cậu biết trở thành đệ tử xuất sắc khó đến mức nào, thành phố bên cạnh vậy mà còn có một người. Cậu hỏi, tông môn nào thế? Nghiêm Lãnh Thạch, tôi vẫn chưa nghe ngóng được. Nhưng tôi đã phái người đến đó, tôi lo là nếu người này thực sự là đệ tử xuất sắc, rất có khả năng cậu ta sẽ mở rộng thế lực đến Trung Châu. Kinh tế thành Xương Thành không phát triển lắm, tổng quy mô kinh tế chỉ bằng 1/3 Trung Châu, nhưng dân số lại gần bằng Trung Châu, là một thành phố tương đối lạc hậu ở Giang Nam, nếu đối phương mở rộng địa bàn, Trung Châu chắc chắn là lựa chọn đầu tiên. Ngô Bình không để tâm lắm, bình thản nói, không sao, nếu cậu ta đến đây thật thì cứ nghênh chiến là được. Nghiêm Lãnh Thạch, vâng. Sau khi Ngô Bình cho Nghiêm Lãnh Thạch lui ra mới sực nhớ Tuyết Vũ vẫn còn đang sống một mình ở khách sạn nên lập tức đến đó tìm cô ta. Cậu đến khách sạn nghỉ mát thì nhấn chuông cửa nhưng cả buổi vẫn không có ai ra, cậu lo lắng nên gọi điện cho Tuyết Vũ nhưng lại không liên lạc được. Cậu liền giải phóng thần niệm, tìm kiếm xung quanh thì phát hiện Tuyết Vũ không có ở khách sạn. Cô ta không có ở khách sạn, điện thoại thì không liên lạc được, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cậu đến quầy lễ tân của khách sạn, hỏi thăm thử Tuyết Vũ đã đi đâu, lễ tân tiền sảnh kiểm tra ghi chép và nói, chào anh, theo thông tin quẹt thẻ thì sáng sớm hôm qua cô Tuyết đã rời khỏi khách sạn rồi, tối qua không về lại. Ngô Bình, tôi có thể xem nội dung camera giám sát của khách sạn ghi lại vào lúc đó không? Lễ tân, xin lỗi anh, thường thì nội dung camera giám sát không được công bố ra ngoài. Ngô Bình chớp mắt, tôi cũng không được sao? Cô lễ tân bị Ngô Bình nhìn một cái thì bỗng hoảng lên, bất giác đáp cũng không phải là không được. Cuối cùng, lễ tân mơ mơ màng màng dẫn Ngô Bình đến phòng giám sát. Ngô Bình đã xem được cảnh Tuyết Vũ rời khỏi khách sạn ngày hôm đó. 7 giờ 15 sáng, Tuyết Vũ đã vội vàng rời khỏi khách sạn, trong đoạn ghi hình, tại cổng khách sạn có một chiếc xe đến đón cô ta, Ngô Bình đã ghi lại biển số xe đó. Sau khi rời khỏi khách sạn, cậu chuyển thông tin biển số xe cho Nghiêm Lãnh Thạch, để ông ta đi điều tra. Đối với Nghiêm Lãnh Thạch mà nói, chuyện mà Ngô Bình dặn dò luôn là chuyện quan trọng nhất, ông ta nhanh chóng điều tra được thông tin. Cậu chủ, theo hệ thống camera giám sát trên đường quốc lộ, hôm qua chiếc xe đó đã đến Xương Thành, tôi đã liên hệ với bạn bè bên Xương Thành gấp rút điều tra rồi. Xương Thành, Ngô Bình hơi bất ngờ, Tuyết Vũ có bạn bè ở đó sao? Nhưng nếu như đi thăm bạn bè thì sao lại không gọi được?
Cậu nói, bây giờ tôi sẽ đến Xương Thành, ông có thông tin thì nhanh chóng thông báo cho tôi. Vâng. Ngô Bình đến chỗ không có ai rồi bay lên trời, bay về phía Xương Thành. Xương Thành cũng là một thành phố lớn, quy mô cỡ 10 triệu dân. Nhưng điểm khác biệt với Trung Châu là dưới Xương Thành có rất nhiều huyện có kinh tế không mấy phát triển, trong huyện lại có rất nhiều thôn xã. Ngô Bình cũng không biết đi về đâu, cậu đến nội thị của Xương Thành trước, định điều tra ở đó một lượt thử. Nhưng cậu vừa đến bầu trời của Xương Thành thì đã bị một luồng thần niệm giữ chặt, có người cảnh cáo gắt người đến là ai. Đi ngang hay ở lại? Ngô Bình chau mày, trước đây cậu cũng từng gặp chuyện tương tự ở Hổ Thành, cậu lập tức đáp. Đến Xương Thành làm chút chuyện, ai thế? Giọng nói đó đáp, nhà họ Miêu của Xương Thành, cậu bạn đến Xương Thành có việc gì? Ngô Bình, tìm một người. Tìm ai? Không thể nói được, Ngô Bình hơi khó chịu. Bóng người đó bay lên không trung, đó là một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặt dài, mày mỏng, mắt trái trắng nhợt, trông rất kỳ quái. Người đàn ông mắt trắng cười khẩy, không thể nói với tôi. Chắc cậu chưa hiểu về nhà họ Miêu tôi nhỉ? Ngô Bình, ô, nhà họ Miêu lợi hại lắm sao? Người đàn ông mắt trắng kiêu ngạo đáp, cậu cả nhà họ Miêu chúng tôi vừa được tông môn hạng nhất nhận làm đệ tử tinh anh. Ngô Bình thầm nghĩ sao trùng hợp thế? Không lâu trước đây Liễu Kim Long mới nói với cậu Xương Thành có một thiên tài xuất hiện, kết quả hôm nay cậu lại chạm mặt, thế là cậu hỏi tông môn hạng nhất nào. Tông môn nào thì cậu không cần phải hỏi. Đối phương đáp. Ngô Bình cười lạnh lùng, đến cả việc vào tông môn nào cũng giấu giếm giếm, chắc không phải cái danh đệ tử tỉnh anh của nhà họ Miêu là giả đấy chứ. Người đàn ông mắt trắng giận dữ, cậu nói vớ vẩn gì thế. Ngô Bình, trùng hợp thật, tôi là đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông. Tôi ở Trung Châu. Hàng xóm cũng có một đệ tử tinh anh, vậy tôi nên đến thăm hỏi mới đúng. Đối phương bất ngờ, cậu cũng là đệ tử tinh anh sao? Ngô Bình đưa huy hiệu đệ tử tinh anh của mình ra, nói, mặc dù chưa chắc anh đã nhận ra nhưng vẫn cứ cho anh xem thử. Đi thông báo đi, nói là có đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông, Ngô Bình, đến thăm. Người đàn ông mắt trắng bỗng giật mình, gì kia, cậu là đệ tử tinh anh sao? Ngô Bình bình thản nói, tôi nói rồi, anh không nhận ra tấm huy hiệu này mà, về báo lại với người của nhà họ Miêu đi. Ngô Bình khí chất hơn người, người đàn ông mắt trắng không dám chậm trễ, vội vã chắp tay, nói, thì ra là cậu Ngô, lúc nãy đã đắc tội rồi. Mời cậu đi theo tôi. Anh ta mời Ngô Bình đến một biệt thự ở Thành Đông, dẫn cậu đến phòng khách, cho người pha trà rót nước rồi mới nói, xin cậu đợi một lát, tôi đi mời ông chủ là đại thiếu gia. Lúc này, trên một lầu nhỏ trong sơn trang có một thanh niên đang ôm hai cô gái xinh đẹp hai bên, cười đùa vui vẻ. Bỗng dưng một người đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hốt hoảng, nói, Chân Cốc, có một người tự xưng là đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông đến xin gặp. Thanh niên vốn thấy rất khó chịu khi người đàn ông trung niên xông vào nhưng khi nghe ông ta nói như vậy thì anh ta liền đẩy hai cô gái ở trong lòng ra, chau mày, nói, đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông. Đến làm gì? Người đàn ông trung niên, không rõ. Miêu Bình chặn đường người ta trên không, mới nói chuyện mấy câu thì người ta đã đòi đến thăm nhà họ Miêu chúng ta. Thanh niên đó, ừ, một tiếng rồi nói, biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay. Ngô Bình uống ngụm trà thì nghe có tiếng cười lớn tự vọng lên bên cạnh, không biết sư huynh của Liên Sơn Tông đến thăm, Miêu Chân Cốc không kịp tiếp đón từ xa. Ngô Bình đứng dậy, nhìn thấy một thanh niên da ngăm đen, cao tầm 1m85, mặt chữ điền. Mày rậm, bước đến. Anh ta không điển trai nhưng đi đứng lại rất khí khái. Cậu mỉm cười, chắp tay, nói, anh Miêu, ngưỡng mộ đã lâu. Vừa hay tôi có việc cần đến Xương Thành giải quyết nên tiện đường ghé thăm luôn. Mấy ngày này có rất nhiều người đến thăm Xương Thành, nhưng không phải ai cũng có thể gặp được Miêu Chân Cốc. Có điều thân phận của Ngô Bình lại khác, cậu và Miêu Chân Cốc đều là đệ tử tinh anh, thân phận của hai người ngang nhau. Vì vậy Miêu Bình đã mời cậu về Sơn Trang mà không thông báo trước. Miêu Chân Cốc cười, nói, anh Ngô đến nhà họ Miêu tôi chơi khiến tiểu đệ đây vinh hạnh vô cùng. Ngô Bình nói mấy câu khách sáo rồi nói, không biết anh Miêu gia nhập tiên môn nào. Miêu Chân Cốc, Ngũ Hình Tông. Tiên giới có vô số tông môn, thật ra Ngô Bình chưa từng nghe nói đến Ngũ Hình Tông nên hỏi, không biết ở tiên giới nào. Miêu Chân Cốc, Thái Ất tiên giới. Ngô Bình gật đầu, xem ra tông môn của chúng ta không cùng chỗ. Miêu Chân Cốc cười, nói, nhưng tiểu đệ lại biết Liên Sơn Tông,
còn biết Liên Sơn Tông vừa mới có một đệ tử tinh anh. Ngô Bình không cảm thấy bất ngờ về chuyện này, dù gì thì đối với tông môn hạng nhất mà nói, có thêm một đệ tử tinh anh là một chuyện rất trọng đại. Nếu Miêu Chân Cốc thật sự là đệ tử tinh anh thì sẽ rất dễ dàng biết được những tin tức này. Ngô Bình, thật hổ thẹn, tôi mới vừa trở thành đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông thôi, hơn nữa vẫn chưa về tông môn. Miêu Chân Cốc cười, nói tiên giới làm gì được. Tiêu Dao tự tại như nơi này, anh Ngô cứ ở đây sống vui vẻ một thời gian rồi đi cũng chưa muộn. Trước đây hai người họ không qua lại nên cứ nói mấy chuyện vớ vẩn với nhau, không ai muốn cho đối phương biết quá nhiều về mình. Ngô Bình thấy nói chuyện cũng kha khá rồi thì nói, anh Miêu, tôi đến Xương Thành là để tìm một người bạn. Miêu Chân Cốc, ồ, tìm ai? Nếu như có thể giúp đỡ thì tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Ngô Bình, tối qua có một chiếc xe chạy vào Xương Thành, xin anh Miêu tìm người giúp tôi điều tra tung tích của chiếc xe đó. Miêu Chân Cốc nói, chuyện nhỏ, anh Ngô đưa biển số xe cho tôi sẽ cho người đi điều tra ngay. Sau khi Miêu Chân Cốc trở thành đệ tử tinh anh, không ai có thể làm lung lay vị trí của anh ta ở Xương Thành, đến cả thị trưởng cũng phải bỡ đỡ, điều tra biển số xe là chuyện không còn gì dễ hơn. Chỉ qua mấy chén trà, Miêu Chân Cốc đã nhận được tin nhắn, anh ta nói với Ngô Bình, anh Ngô, tìm được xe rồi, nửa tiếng trước đã chạy vào thôn. Ngô Bình, thôn nào? Miêu Chân Cốc, huyện Đồng Mã, trấn Thanh Bình, thôn Cửu Lý Câu. Ngô Bình lập tức đứng dậy, cảm ơn anh Miêu, tôi còn phải đi tìm người. Làm xong chuyện sẽ lại đến thăm hỏi. Miêu Chân Cốc vội nói, anh Ngô, anh là khách ở xa tới. Chuyện của anh chính là chuyện nhà họ Miêu tôi đi cùng anh Ngô. Nói thế nào thì tôi cũng người địa phương ở Xương Thành. Ngô Bình thấy anh ta nhiệt tình, bèn gật đầu, được, vậy làm phiền anh Miêu rồi. Hai người không lái xe mà trực tiếp bay trên không. Hai người đều là tu sĩ bí cảnh, Ngô Bình là bí pháp bí cảnh tầng 3. Miêu Chân Cốc là bí thiên bí cảnh tầng 5, chỉ cách hai cảnh giới. Thế nhưng, khi hai người sử dụng độn thuật thì Miêu Chân Cố lại không đuổi theo kịp. Chỉ thấy quanh người Ngô Bình được một lồng sáng ngũ sắc bao phủ, bay đi với tốc độ nhanh chóng. Hơn nữa, đường bay của cậu là chân không, không hề có âm thanh gì. Thậm chí cách xa 10 mét cũng rất khó mà nhìn thấy dấu vết cậu. So với Ngô Bình, Miêu Chân Cốc ở trên không lại tạo ra âm thanh rất lớn. Hơn nữa từ rất xa đã có thể nhìn thấy anh ta. Ngoài ra, tốc độ di chuyển của anh ta cũng không nhanh như Ngô Bình, cần phải dốc hết toàn lực mới có thể đuổi kịp. Anh ta không hề biết, đây là Ngô Bình lo lắng cho anh ta nên mới cố ý bay nhanh, nếu không cậu còn thể bay nhanh hơn hiện tại gấp 3 lần. Đến được trong khu vực huyện Đồng Mã, Ngô Bình đang bay bỗng dừng lại. Cậu phát hiện, gò núi bên trong huyện Đồng Mã này rất nhiều, sông ngòi cũng vô vàn, hơn nữa. Sông núi mờ mờ ảo ảo tạo thành một đại trận. Thấy Ngô Bình dừng lại, Miêu Chân Cốc hỏi, anh Ngô đang nhìn gì vậy? Ngô Bình lại bay cao hơn một chút, từ trên cao nhìn xuống huyện Đồng Mã, nói, anh Miêu có phát hiện ra không, trạng thái sông núi nơi này như thể do người tạo ra vậy. Miêu Chân Cốc nhìn kỹ chốc lát, quả nhiên như Ngô Bình nói, sông núi mơ hồ kết thành một đại trận huyền diệu, anh ta bất giác kinh ngạc, nói, là do ai tạo nên? Đây! Ngô Bình, huyện Đồng Mã có nhân vật nào lợi hại không? Miêu Chân Cốc, huyện Đồng Mã nằm trong Xương Thành, nếu mà có thì nhà họ Miêu tôi không thể không biết được. Ngô Bình ừ một tiếng, đi lên thôn xem thử trước đã. Hai người chẳng mấy chốc đã đến trấn Thanh Bình, thôn Cửu Lý Câu. Cửu Lý Câu nằm trên sườn núi, trước ngọn núi có một con mương sâu dài hơn 9 mét. Trước kia, trong mương thường chôn người chết, thi thể động vật, cho nên thường có rất ít người đến. Nhưng gần mấy chục năm nay, trong thôn phát động dự án nông thôn tươi đẹp, trong Cửu Lý Câu trồng không ít cây và hoa, bên cạnh còn xây một nơi sinh hoạt cho dân thôn, vì vậy cái danh xấu xí của Cửu Lý Câu cũng dần bị mọi người quên đi. Tuy Cửu Lý Câu là thôn núi, nhưng đường xá được xây dựng không tệ, trước cửa mỗi hộ dân đều có một hai chiếc xe hơi đậu. Hơn nữa, ở đây nhà nào cũng đều được tu sửa khang trang, thường là kiểu nhà ba lầu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Bình có chút bất ngờ. Không ngờ điều kiện kinh tế của Cửu Lý Câu lại tốt như vậy, nhà lầu như vậy không có 1 triệu thì không thể xây nổi. Và lại, anh xem xe hơi từng nhà, loại rẻ nhất cũng phải 300-400 nghìn, còn có ít xe sang cả triệu tệ. Miêu Chân Cố cũng có chút nghỉ hoặc, nói, thật kỳ lạ, thôn giàu như vậy, tôi lại chưa từng nghe. Nói đến, hơn nữa anh Ngô không thấy kỳ lạ sao,
nếu lái xe sang cả triệu tệ thì sao lại chịu sống ở trong thôn chứ? Ngô Bình, cứ tìm chiếc xe kia trước đã. Cậu dùng thần niệm quét một lượt thì phát hiện chiếc xe kia đang đậu trước cửa một hộ dân phía tây của thôn. Đến trước cửa nhà người dân, Ngô Bình dùng thần thức quét trước, phát hiện nhà này có 6 người, 2 người già, 2 đứa nhỏ, một đôi vợ chồng trẻ, cả nhà đang vây quanh ăn cơm trưa. Ngô Bình tiến lên gõ cửa, không bao lâu, một người đàn ông mặt tròn da đen chừng 27, 28 tuổi đi ra, hỏi, tìm ai vậy? Ngô Bình chỉ vào chiếc xe kia, cười nói, xin hỏi, đây là xe của anh sao? Người này gật đầu, đúng vậy, cậu là ai? Hỏi cái này làm gì? Ngô Bình, có phải hôm qua chiếc xe này đi qua Trung Châu không? Nghe thấy Ngô Bình hỏi như vậy, vẻ mặt người này u ám, nói tôi không biết các anh, nói xong thì muốn đóng cửa lại. Thế nhưng, cho dù anh ta đóng thế nào thì cửa cũng không động đậy, anh ta kinh ngạc, lùi lại mấy bước, tức giận nói các anh làm gì? Miêu Trần Cốc lạnh giọng nói, chúng tôi từ nhà họ Miêu ở Sương Thành đến, tôi hỏi anh trả lời thành thật đi. Nghe nói ở Sương Thành, cho dù là người ở huyện nào nghe nói đến nhà họ Miêu thì chắc chắn như sấm đánh bên tai, nhưng người này lại không hề sợ hãi gì, lạnh lùng nói chưa từng nghe đến. Lúc này Miêu Trần Cốc cảm thấy rất mất mặt, trước khi anh ta trở thành đệ tử tinh anh, nhà họ Miêu chính là thế gia tu hành số 1 số 2 ở Sương Thành, nhưng người này lại chưa từng nghe đến, anh ta là kẻ ngốc sao? Ngô Bình nói, nhà họ Miêu là gia tộc đứng đầu Sương Thành, mà anh lại không biết. Ha ha, xem ra chỗ dựa của anh rất mạnh, đúng không? Đối phương bỗng nhiên chạy vào nhà, cầm một cái búa, giáng xuống một gốc đại thụ. Trên cây treo một miếng đồng, anh ta đập mạnh vào đó. Keng keng keng, âm thanh vang vọng mấy tiếng, truyền đi xa. Cửa các hộ xung quanh đều mở ra, một đám người cầm dụng cụ lao ra, trong đó có rất nhiều người đều đem theo trường đao, trường mâu, thậm chí có người còn vác cả súng săn. Chưa đến 2 phút. Cửa nhà người này đã có mấy chục người vây quanh, hơn nữa vẫn còn người kéo đến không ngừng. Ngô Bình và Miêu Trân Cốc đều rất kinh ngạc, chỉ gõ vào miếng đồng vài tiếng mà có thể có hiệu quả như vậy rồi, bọn họ đã trải qua chuyện gì? Các người là ai? Một người đàn ông trung niên cao lớn thô kệch xông lên phía trước, tay cầm một thanh quỷ đầu đao, đao khí nặng nề, rõ ràng là đao đã từng giết người. Ngô Bình lạnh nhạt nói, chúng tôi đến là để tìm một người. Cậu chỉ vào chiếc xe bên ngoài cửa, người kia từng ngồi chiếc xe này, đi từ Trung Châu đến đây. Nghe Ngô Bình nói như vậy, mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, một người trong đó hỏi, người cậu tìm tên gì? Ngô Bình, cô ấy tên Tuyết Vũ, sáng hôm qua ngồi trên chiếc xe này. Nghe Ngô Bình nói như vậy, người này nói, Tuyết Tiên Sư ở trên thôn chúng tôi, nhưng hiện tại cô ấy không thể đi ra gặp cậu. Ngô Bình, ồ, cô ấy ở trên thôn, sao cô ấy lại đến đây? Người này nói với những người khác, không sao cả, quay về hết đi. Sau đó nói với Ngô Bình và Miêu Trân Cốc, hai vị, xin vào trong sân rồi nói chuyện. Ông ta mời hai người đến một căn nhà cách đó không xa, trong nhà có đình nghỉ mát, trong đình có mấy chiếc ghế dựa. Mọi người ngồi xuống, ông ta rót trà, nói Tuyết Tiên Sư là do chúng tôi mời đến giúp. Ngô Bình, các ông nhận ra Vũ Tuyết? Không nhận ra. Nhưng chúng tôi dựa vào quan hệ nên mời người của Tiên Vương Môn đến, cũng chính là Tuyết Tiên Sư. Ngô Bình, các ông mời Tuyết Vũ đến làm gì? Người này hỏi, xin hỏi, Tuyết Tiên Sư là gì của cậu? Ngô Bình không che giấu mà nói cô ấy là bạn gái của tôi. Người này vừa nghe Ngô Bình là bạn trai của Tuyết Vũ thì thái độ lập tức dịu lại mà nói, thì ra là vậy, thông chúng tôi mỗi năm đến thời điểm này đều bị ác linh tấn công. Mỗi lần bị tấn công phải có đến mấy chục người chết. Năm nay, chúng tôi bỏ tiền mời cao thủ của Tiên Vương Môn đến giúp đỡ, người này chính là Tuyết Tiên Sư. Ngô Bình hứng thú, ác linh đến tấn công thôn, chuyện này có thường xảy ra không? Đối phương thở dài, nói cứ 10 năm lại xảy ra một lần, vừa hay cách lần xảy ra trước đó 10 năm, mọi người đều rất hoang mang, vì vậy lần này chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền đều mời Tuyết Tiên Sư đến giúp đỡ, đối phó với ác linh. Ngô Bình, tôi không liên lạc được với Tuyết Vũ, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Người đó nói, Tuyết Tiên Sư vào động xác chết kiểm tra vẫn chưa quay ra lại. Chắc trong động xác chết không có sóng, vì vậy điện thoại không liên lạc được. Ngô Bình chau mày, động xác chết là chỗ nào? Người đó nói, là nơi ác linh lẩn trốn. Ngô Bình bỗng thấy hơi lo lắng,
nói, dẫn tôi đến đó. Chuyện này, đối phương do dự, Miêu Chân Cốc cười lạnh lùng, pháp lực của cậu Ngô không thua kém gì Tuyết Thiên Sư, có gì mà ông phải lo lắng chứ? Đối phương nghe thấy vậy thì mắt liền sáng lên, nói, vậy thì tốt, chỉ là thôn chúng tôi không có tiền để trả thêm. Ngô Bình, ông yên tâm, tôi không lấy tiền. Người đó liền nói, cảm ơn cậu, để tôi dẫn đường cho cậu. Người đó dẫn Ngô Bình và Miêu Chân Cốc đến Cửu Lý Câu, bờ tây của nó có một đoạn rất sâu, sâu đến 30 mấy mét, phải dùng dây thừng mới có thể đi vào trong. Lúc đến bên bờ khe, người đó nói, cậu Ngô, Tuyết Pháp Sư đang ở bên dưới. Ngô Bình liếc nhìn xuống, ở cách đáy khe hơn 3 mét có một cửa động tối đen, xung quanh cửa động có rất nhiều xác động vật, chuột, thỏ, mèo, chim, vịt, vân vân, chất thành một đống xác chết cao hơn 1 mét dưới đáy khe, bốc mùi hôi thối. Ngô Bình hỏi, Tuyết Vũ vào đó bao lâu rồi? Người đó nói, cũng gần nửa tiếng rồi. Tuyết Tiên Sư nói cô ấy vào xem tình hình trước, khi quay lại mới quyết định nên làm thế nào. Ngô Bình nói với Miêu Chân Cốc, anh Miêu, tôi vào xem thử trước, xin hãy đứng đây đợi một lát. Miêu Chân Cốc, được, anh Ngô, tôi thấy động này khá nguy hiểm, anh nhất định phải cẩn thận. Ngô Bình, ừ, tôi sẽ cẩn thận. Cậu nói xong thì nhún nhẹ người, bay vào trong động xác chết. Miêu Chân Cốc thấy Ngô Bình vào trong động xác chết thì hỏi, ông tên gì? Người đó đáp, tôi là Tôn Lập Trung. Miêu Chân Cốc, Tôn Lập Trung, động xác chết đó có lai lịch thế nào? Ông có biết không? Tôn Lập Trung cười, nói, thưa cậu, động xác chết này đã có từ rất lâu rồi, không rõ lai lịch. Miêu Chân Cốc cười khẩy, tốt nhất ông nên nói sự thật, tôi nói cho ông biết, người vào trong đó là đệ tử tinh anh của tông môn nhất phẩm đấy, nếu anh ấy mất cọng lông nào thì cả thôn của ông đều phải chết. Anh ta vừa dứt lời thì Tôn Lập Trung liền tái mặt, nói, cậu Miêu, chúng tôi bỏ tiền, người ta bỏ sức, ngộ nhỡ có chuyện gì thì cũng đâu liên quan đến chúng tôi. Miêu Chân Cốc nhìn ông ta chằm chằm, vậy thì hãy nói cho tôi biết lai lịch của động xác chết này. Tôn Lập Trung im lặng vài giây rồi nói, khoảng 1.500 năm trước, tổ tiên nhà họ Tôn tôi có một thầy luyện xác chết rất lợi hại. Ông ấy tốn mất 300 năm để luyện ra được một vua xác chết với thực lực rất đáng sợ, vừa mới xuất quan thì đã đánh chết lão tổ nhà họ Tôn tôi. Có điều trước khi lão tổ chết đã dùng đại trận nhốt xác chết bố trí từ trước để nhốt hẳn ta vào trong. Là ở đây sao? Miêu Chân Cốc hỏi. Tôn Lập Trung gật đầu, là ở đây. Sao trước đó ông không nói? Miêu Chân Cốc chất vấn với giọng nặng nề. Tôn Lập Trung thở dài, dù gì đấy cũng là chuyện cơ mật của tổ tiên, hai vị không hỏi thì đương nhiên là tôi cũng không nói rồi. Nếu đã có đại trận nhốt xác chết thì tại sao ông lại còn nói là có ác linh xâm nhập? Tôn Lập Trung bất lực đáp, mặc dù vô xác chết đó bị nhốt rồi nhưng tu vi của ông ta rất cao. Cứ 10 năm lại thả một số hồn ma mạnh ra tấn công chúng tôi. Mặc dù nhà họ Tôn tôi có truyền thừa được tổ tiên để lại nhưng tư chất của đời sau bình thường, mãi vẫn không có cách gì giải quyết được rắc rối này. Miêu Chân Cốc nheo mắt, nói vậy là bên trong cực kỳ nguy hiểm. Tôn Lập Trung hơi bối rối, nói, đúng là có hơi nguy hiểm. Miêu Chân Cốc, vì vậy, cô Tuyết Tiên Sư đó và cậu Ngô có khả năng sẽ chết bên trong. Mắt Tôn Lập Trung sáng lên. Ông ta nói, chúng tôi bỏ tiền, Tuyết Tiên Sư bỏ sức, còn hậu quả là chuyện không phải chúng tôi có thể thay đổi. Miêu Chân Cốc im lặng một lúc, anh ta chỉ mới gặp Ngô Bình lần đầu, nhưng trên đường đi anh ta đã nhìn ra được tư chất và thực lực của Ngô Bình vượt xa so với mình. Anh ta tự xưng là thiên tài nhưng so với Ngô Bình thì lại thấy sự khác biệt ngay. Vì vậy, lúc anh ta nghe nói Ngô Bình có khả năng sẽ chết ở bên trong thì bỗng thấy vui trong lòng. Nếu đã vậy thì nghe theo ý trời thôi. Anh ta bình thản đáp. Tôn Lập Trung giật mình, ông ta là người từng trải, ông ta nhìn ra được Miêu Chân Cốc chưa hẳn thật sự lo lắng cho sự an nguy của Ngô Bình nên nói, cậu Miêu chúng tôi cũng đã nghe danh nhà họ Miêu từ lâu. Miêu Chân Cốc cười khẩy, vậy sao? Nhưng tôi không hề cảm nhận được sự tôn trọng của các người, ở Xương Thành, các ông là gia tộc duy nhất dám xem thường nhà họ Miêu chúng tôi. Tôn Lập Trung cười gượng, cậu Miêu, bạo gan nói một câu. Mặc dù lão tổ nhà tôi không còn nữa nhưng nền tảng của nhà họ Tôn vẫn còn đó, chẳng hạn 80 mấy năm trước, Xương Thành có nhà họ Hỏa có rất nhiều cao thủ, nảy sinh xung đột với nhà họ Tôn tôi, cuối cùng nhà họ Tôn không còn cách nào, chỉ đành dùng đến công phu lão tổ để lại, diệt cả nhà họ Hỏa. Miêu Chân Cốc nghe đến đó thì giật mình, anh ta biết chuyện của nhà họ Hỏa, năm xưa cao thủ nhà họ Hỏa nhiều vô kể,
chỉ có nhiều hơn chứ không thua kém nhà họ Miêu bây giờ, nhưng một gia tộc mạnh như thế lại tan thành mây khói chỉ trong một đêm. Lúc này anh ta mới biết thì ra nhà họ Hỏa đã bị nhà họ Tôn tiêu diệt. Tôn Lập Trung quan sát phản ứng của Miêu Chân Cốc rồi cười, nói cậu Miêu, nhà họ Tôn chúng tôi không có dã tâm gì, chỉ cần có thể bảo vệ được Cửu Lý Câu nhỏ bé này là đã thấy đủ rồi, vì vậy cậu không biết đến nhà họ Tôn tôi cũng là chuyện bình thường. Ngô Bình, nhà họ Tôn ông sống bằng nghề gì? Tôn Lập Trung, nhà họ Tôn tôi có rất nhiều con cháu làm ăn bên ngoài, họ đều có tuyệt kỹ, kiếm tiền không khó. Sau đó, ông ta liếc nhìn đống xác chết và nói, cậu Miêu, hy vọng cậu không nói chuyện hôm nay cho người khác biết. Miêu Chân Cốc hừ một tiếng, tôi chẳng muốn dính líu đến chuyện này, đương nhiên sẽ không nói cho người khác nghe. Tôn Lập Trung gật đầu, vậy thì tốt. Miêu Chân Cốc biết rõ nhất định Tôn Lập Trung vẫn còn giấu chuyện gì đó, có điều anh ta không quan tâm, cũng không hứng thú biết quá nhiều. Sau khi Ngô Bình vào động xác chết, mùi thối của ác linh liên tục ập đến, cậu đọc chú hộ thân, xung quanh liền xuất hiện kim quang, ngăn khí độc và mùi hôi ở bên ngoài. Cậu đi vào trong một đoạn thì phát hiện hai bên tường xuất hiện những xúc tu ngọ nguậy màu đỏ đen, bên trên có rất nhiều lỗ khí, không ngừng phun khí độc ra bên ngoài. Đến cả sơn động cũng đã bị đồng hóa, nhất định thứ bên trong này rất mạnh. Lòng Ngô Bình nặng trĩu, cậu càng thấy lo lắng cho sự an nguy của Tuyết Vũ hơn, bất giác tăng tốc. Cậu tiếp tục đi vào trong thì đường đi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cậu chỉ có thể khom lưng đi vào trong. Cậu đi được mấy chục mét thì tường động đã hoàn toàn biến thành máu thịt màu đỏ thẫm, đầu cuối có một cái lỗ khép chặt. Ngô Bình do dự một lúc, cuối cùng vẫn chui vào trong, lúc này cậu như đang chui vào trong một đoạn ruột, khắp nơi đều là dịch nhầy tiêu hóa. Cậu đi một đoạn thì sờ thấy một cái chân, khi kéo mạnh thì mới biết đó là Tuyết Phủ. Tuyết Phủ, cậu lớn tiếng hét. Bên trong vọng ra giọng nói yếu ớt của Tuyết Phủ, anh Bình, là anh sao? Ngô Bình đau lòng, sao em lại một mình đến nơi nguy hiểm như vậy? Tuyết Phủ, em chỉ là muốn vào kiểm tra thử, nào biết bên trong lại tà môn như vậy? Ngô Bình kéo giữ chân cô, kéo cô ra ngoài từ trong đống thịt lúc nhúc. Bọn họ muốn quay về, nhưng thành ruột trước mặt lại chuyển động, bọn họ cũng chỉ có thể bị đẩy về phía trước chứ không quay đầu lại được. Ngô Bình lập tức nổi giận, rút Bạch Hổ Tiên kiếm ra, sử dụng sức mạnh phù thần, dùng hết sức chém một kiếm. Vù! Một luồng kiếm mang kinh thiên lóe lên, dưới chân hai người trống rỗng, chỉ nhìn thấy một phần ruột khổng lồ bị chém đứt đoạn, hai người rơi xuống từ bên trong đó. Bên dưới là không gian rộng lớn, vô số đoạn ruột khổng lồ đan xen vào nhau. Hai người rơi xuống một đoạn ruột có đường kính mấy mét, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người bởi cảnh tượng trước mắt. Tuyết Phủ kinh ngạc thốt lên, đây là đâu vậy? Bọn họ tựa như đang vùi thân trong khoang bụng của một sinh vật khổng lồ vậy, xung quanh đều là những đoạn ruột khổng lồ, còn có rất nhiều thứ như dạng sợi mô tế bào. Ngô Bình quan sát một lúc, vẻ mặt cũng nghiêm trọng hơn. Tuyết Phủ lau vết bẩn trên mặt, hỏi, anh Bình, rốt cuộc đây là nơi nào vậy? Thi địa tàng, Ngô Bình nói rõ từng câu từng chữ. Thi địa tàng là gì, Tuyết Phủ chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ. Ngô Bình, một vài vua xác chết hùng mạnh có thể đưa thi khí vào trong đại địa, tạo thành thi giới, thực lực kinh khủng, gọi là thi địa tàng. Tuyết Phủ, nói như vậy thì chúng ta đang ở thi giới. Ngô Bình, cũng may thi giới này không có trạng thái chính thức. Nếu không chúng ta rất khó mà sống sót trở ran. Tuyết Phủ cười khổ nói, vốn tưởng chỉ là rắc rối nhỏ, nào biết lại nguy hiểm như vậy. Ngô Bình nói, người bên ngoài có lẽ biết tình hình của thế giới, nhưng cố ý không nói cho em và anh biết. Tuyết Phủ kinh ngạc, tại sao bọn họ phải làm như vậy? Ngô Bình, hình thành thế giới cần hấp thụ một lượng lớn sức mạnh sinh mệnh, anh nghi ngờ bọn họ cố ý đẩy chúng ta vào chỗ chết. Tuyết Phủ căm hận nói, người nhà họ Tôn này thật ác độc. Sau đó cô lại lo lắng hỏi, anh Bình, vậy chúng ta làm sao để ra ngoài? Ngô Bình cười lạnh, không cần phải ra ngoài, thi giới chưa thành hình này đối với anh mà nói lại là thứ tốt. Tuyết Phủ không hiểu bèn hỏi, chẳng lẽ nó còn có công dụng gì sao? Ngô Bình, thi giới trước khi hình thành hoàn toàn thì sẽ ngưng tụ ra thi tinh. Trong thi tinh tuy có thi khí nhưng đồng thời cũng chứa một lượng lớn sức mạnh sinh mệnh. Có được thi tinh thì anh có thể dùng nó luyện chế ra một vài đan dược cao cấp. Vậy thi tinh ở đâu? Tuyết Phủ quan sát xung quanh. Ánh mắt Ngô Bình quét nhìn, chỉ về một hướng nói, nhìn thấy chỗ kia không? Trông như trái tim đang đập ấy,
thì tình chính là ở nơi đó. Tuyết Vũ nói, có nguy hiểm không? Ngô Bình, không sao. Em ở đây đợi anh đi rồi quay lại. Cậu lấy ra Bạch Hổ Tiên Kiếm, bay về phía có thứ trông như trái tim kia. Khi đến gần, cậu vung trường kiếm, thứ đang đập kia bị chém thành đôi. Bên trong có một khoảng rỗng, một tinh thể màu tím lớn chừng nằm tay rơi ra, bị Ngô Bình nắm lấy. Gào! Lúc này, tiếng gầm giận dữ vang vọng, Ngô Bình lập tức kéo lấy Tuyết Vũ, liên tục vung tiên kiếm trong tay, kiếm quang bay loạn xạ, tạo ra một con đường cho hai người liền xông ra ngoài. Lúc này, Tôn Lập Trung ở bên ngoài, Miêu Chân Cốc vẫn đang đợi tin tức, bỗng nghe thấy tiếng vang lớn, thì đồng bỗng sụp đổ, đồng thời có hai bóng người lao ra, chính là Ngô Bình và Tuyết Vũ. Tôn Lập Trung sững sờ, kinh ngạc nhìn về nơi đang sụp đổ. Miêu Chân Cốc ngẩn người sau đó vội nói, anh Ngô, mọi người không sao chứ? Ngô Bình gật đầu, không sao. Sau đó cậu nhìn sang Tôn Lập Trung, hỏi, bên trong động xác chết này rốt cuộc có thứ gì, ông có biết không? Tôn Lập Trung cười khan một tiếng, cụ thể là thứ gì, cậu không nhìn thấy sao? Ngô Bình cười lạnh, đương nhiên tôi nhìn thấy rồi. Tôi là đang hỏi ông có biết nó là thứ gì hay không? Tôn Lập Trung tiếp tục giả vờ, bên trong chẳng phải có ác linh hay sao? Ngô Bình lạnh nhạt nói, bên trong đương nhiên không phải ác linh, mà là một thi giới chưa thành hình. Bây giờ, thi giới đã bị tôi phá vỡ rồi. Nghe thấy thi giới bị phá vỡ, sắc mặt Tôn Lập Trung thay đổi, giọng the thé nói, cái gì? Cậu phá vỡ thi giới rồi. Ngô Bình nhìn chằm chằm ông ta, không sai. Tôi đã chém nát hạch tâm của thi giới, cho nên quái vật kia chẳng mấy chốc sẽ bị chôn vùi, không để sót lại thứ gì cả. Sau này, cũng không còn, ác linh, làm phiền các người nữa. Hả, Tôn Lập Trung bỗng nhiên giống giận một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm Ngô Bình, đó là tâm huyết 36 đời qua của nhà họ Tôn tôi, cứ như vậy bị cậu phá hủy, cậu đáng chết. Ông ta vừa hét lớn vừa vươn tay sờ bên hông, như muốn lấy thứ gì đó. Thế nhưng, ngay khi ông ta ấn vào hông thì thân thể ông ta bỗng nhiên không thể cử động. Vẻ mặt Tôn Lập Trung kinh hãi nói, chuyện gì vậy? Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, ông nghĩ chỉ dựa vào mấy đạo phù trên người thì có thể đối phó được với tôi sao? Tôn Lập Trung giống giận liên tục, cậu phá hỏng tâm huyết nỗ lực 36 đời nhà họ Tôn tôi không đội trời chung với cậu. Ngô Bình cười lạnh, dựa vào các người mà xứng sao? Ánh mắt Tôn Lập Trung tàn nhẫn nhìn cậu chăm chăm, nói từng câu từng chữ, nhà họ Tôn tôi nhất định sẽ giết cậu, nhất định. Vẻ mặt Ngô Bình lạnh như băng, lạnh giọng nói, nhà họ Tôn các người vì để nuôi dưỡng thế giới này mà không biết hại chết bao nhiêu người, đúng chứ? Tôn Lập Trung hừ nặng, vậy thì sao chứ? Ngô Bình hỏi, các người hại chết bao nhiêu người? Tôn Lập Trung, đến nay không dưới 100.000 người. Nhưng thế giới giai đoạn sau có yêu cầu cực lớn về năng lượng, chỉ hấp thu tu sĩ mới có tác dụng, cho nên tiến triển rất chậm. Miêu Chân Cốc tức giận nói, các người đúng là tội ác tày trời, đáng chết. Ngô Bình thở dài một tiếng, nói, hại chết 100.000 người chỉ để tạo ra một thi giới, các người đúng là táng tận lương tâm, không có nhân tính. Tôn Lập Trung bị đả kích nghiêm trọng, như đã nổi điên, ông ta giống gào, chỉ là một đám người phàm mà thôi, chết thì chết thôi. Chỉ có thể trở thành đại nghiệp của nhà họ Tôn tôi thôi, chết một vài người thì sao chứ? Tuy thi giới đã bị phá hủy. Nhưng căn cơ vẫn còn ở đây, không bao lâu nữa chúng tôi sẽ xây lại thi giới. Ngô Bình nhìn ông ta chằm chằm, hỏi quái vật trong thi giới, chính là người nhà họ Tôn các người đúng chứ? Tôn Lập Trung hừ lạnh, không sai. Lão tổ nhà họ Tôn tôi chính là thiên tài thi đạo, ông ấy đã dùng chính bản thân mình luyện thành vua xác chết. Vốn chỉ cần mở mang thi giới, thì lão tổ nhà tôi có thể lại nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng tất thảy mọi thứ này, đều bị tên khốn đáng chết là cậu phá hủy. Cậu đúng là tội đáng chết vạn lần. Ngô Bình nhíu mày, hỏi, nói như vậy, nhà họ Tôn các người nhất định phải khôi phục thi giới sao? Không sao, cho dù cậu giết chết tôi thì còn có đệ tử khác của nhà họ Tôn. Đối phương giống lớn. Ngô Bình im lặng một lúc, khẽ thở dài, nói, nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể sử dụng sấm sét, cắt đứt hậu họa về xô. Nói xong cậu lấy ra dao găm cắt vào cổ tay Tôn Lập Trung, hứng một chén máu nhỏ. Sau đó miệng lẩm nhẩm một đoạn thần chú. Đoạn chú này là cậu vừa mới lĩnh ngộ được, mượn ba loại bí lực hung ác từ đất trời hình thành một loại chú pháp đáng sợ, tên là Tam Tuyệt Huyết Bộc Chú. Một khi sử dụng huyết chú này,
9 đời tổ tiên trước của người bị nguyền và toàn bộ nam giới từ 12 tuổi trở lên ở mọi nhánh, cháu chắt từ 12 tuổi trở lên trong 9 đời sau đều sẽ bị nổ tan mà chết. Nghe thấy Ngô Bình niệm chú, Miêu Chân Cốc trong lòng giật mình, nhưng cũng không ngăn lại. Nửa khắc đồng hồ sau, mau trong chén bỗng bốc cháy, Tôn Lập Trung trước mặt hung hăng nói, cậu dùng thủ đoạn gì với tôi rồi? Ngô Bình bình thản đáp, tam tuyệt huyết bộc chú. Chú này có thể khiến trai tráng 9 đời trước, và 9 đời sau của ông đều chết vì vỡ mạch máu. Tôn Lập Trung kinh sợ tái mặt, giận dữ nói, cậu thật độc ác. Ngô Bình cười khẩy, so với người hại chết cả trăm ngàn người vô tội thì ai độc ác hơn. Sau khi thi triển thuật chú, Ngô Bình nói với Miêu Chân Cốc, anh Miêu, tôi về trước, đợi có thời gian sẽ ghé lại thăm sau. Miêu Chân Cốc vội chắp tay, vâng, anh Ngô, tiểu đệ luôn sẵn sàng chào đón. Ngô Bình dẫn theo Tuyết Phủ bay lên không, quay về Trung Châu. Sau khi cậu rời đi, Tôn Lập Trung lại có thể cử động như bình thường, ông ta cảm nhận và không thấy có gì bất thường. Nhưng vẫn không an tâm nên hỏi Miêu Chân Cốc, thuật bộc huyết gì đó có thể diệt hết cả tộc họ Tôn thật sao? Miêu Chân Cốc nhìn ông ta như thể nhìn một người chết và nói, ông nói thử xem. Về chuẩn bị hậu sự đi, sắp xếp cho vợ con trong gia tộc. Anh ta nói xong thì bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại. Tôn Lập Trung vội vã muốn gọi anh ta lại nhưng vừa mở miệng thì bỗng hộc máu. Tiếp ngay đó, cơ thể ông ta liền phình to rồi, bụp, một tiếng. Ông ta bị nổ tan tành thành một đám xương máu. Cùng lúc đó, cơ thể của con cháu nhà họ Tôn ở thôn Cửu Lý Câu cũng lần lượt phình to rồi nổ tung làm người nhà ai cũng hoảng sợ mắt mũi há hốc. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, tất cả đàn ông từ 12 tuổi trở lên của nhà họ Tôn đều chết vì cơ thể bị nổ tung, máu chảy thành sông. Xương máu bao trùm khắp thôn làng. Lúc này, một làn gió thổi ngang qua, cuốn hết toàn bộ xương máu thổi vào trong khe Cửu Lý. Một lốc xoáy khổng lồ xuất hiện ở vị trí của động xác chết. Những xương máu đó bị hút hết vào cơn lốc, tiếng hét giận dữ vang lên từ bên trong, giết cả nhà họ Tôn tôi, thù này nhất định phải trải. Ngô Bình về đến khách sạn nghỉ dưỡng thì tắm một cái rồi thay một bộ đồ mới. Cả hai đều có cảm giác vừa thoát khỏi kiếp nạn, Tuyết Phủ nói, anh Bình, con quái vật tạo ra thế giới cũng đã chết rồi chứ. Ngô Bình lắc đầu, không chết, ông ta trốn sâu dưới lòng đất. Rất khó tìm ra được. Có điều anh đã phá thi giới, khiến nguyên khí của ông ta bị tổn thương nặng, ít nhất thì ông ta cũng phải mất 10 năm để hồi phục lại. Trong vòng 10 năm, ông ta không thể nào rời khỏi khu vực đó. Tuyết Phủ, lần này nguy hiểm thật, tại em hết, dễ dàng rơi vào bẫy của đối phương như thế. Ngô Bình, chuyện này sao có thể trách em được, đến cả anh cũng không ngờ được, không ngờ đối phương lại nuôi một thi giới. May mà thi giới vẫn chưa được hình thành. Một khi nó hình thành thì cả em và anh đều không thể sống sót ra khỏi đó. Sau khi thế giới hình thành, người đó sẽ tương đương với cao thủ đạo cảnh, Ngô Bình có giỏi hơn nữa, mạnh hơn nữa thì cũng khó có thể đối phó với cao thủ đạo cảnh, dù gì thì thế giới cũng là địa bàn của đối phương. Ngô Bình lấy viên thi tinh đó ra, dùng tiên kiếm cắt một miếng nhỏ, sau đó nắm nó trong lòng bàn tay, miệng niệm chú. Khi câu chú được niệm lên, khí đen không ngừng bốc ra từ thi tinh. Mười mấy phút sau nó mới không còn bốc khói đen nữa. Lúc này, cậu thả lỏng tay, thi tinh trong lòng bàn tay biến thành màu vàng, bên trong giường như có lửa đang cháy liên tục. Tuyết Phủ tròn mắt, hỏi, anh Bình, đấy là năng lượng sống sao? Ngô Bình cười, nói, không ngờ phẩm chất của thi tinh này lại cao đến thế, có thể sinh ra được lửa sinh mệnh. Lửa sinh mệnh quý hơn sao? Tuyết Phủ tò mò hỏi. Ngô Bình, sức mạnh của sự sống sau khi được tôi luyện mới có thể hình thành nên lửa sinh mệnh. Lửa sinh mệnh còn có thể trở thành một loại năng lượng dùng để tu luyện và khởi động pháp thuật, vì vậy nó là một món hàng tốt, giá trị quý hơn gấp vạn lần sức mạnh của sự sống. Tuyết Phủ, thứ này cũng có thể luyện đan sao? Ngô Bình suy nghĩ rồi đáp, có thể luyện tinh hỏa đan, sau khi uống vào không chỉ có thể anh luyện hình thần mà còn có thể đánh thức pháp lực, khiến pháp lực của bản thân tăng vọt lên gấp 10 lần. Tuyết Phủ kinh ngạc, há hốc mồm, lợi hại vậy sao? Ngô Bình, viên thi tinh này đủ để luyện một mẻ. Nói là làm, cậu ngẫm sơ rồi lựa ra mười mấy loại dược liệu trong số dược liệu mình thu thập được rồi bắt đầu luyện tinh hỏa đan. Mặc dù đan dược này rất lợi hại nhưng lại không khó luyện, cậu dùng lò đan vừa có được để luyện, chỉ mất mười mấy phút là đã luyện thành công. Mẻ thứ nhất, cậu đã luyện được 7 viên tinh hỏa đan. Số tinh hỏa đan này ít nhất cũng là đan dược cấp 9,
đan thành cực phẩm. Sau khi luyện đan xong, Ngô Bình cho hai viên vào trong một bình nhỏ rồi đưa cho Tuyết Vũ, nói em về uống một viên, bế quan 3 ngày thì có thể nâng cao được thiên phú lên rất nhiều. Tuyết Vũ vô cùng vui mừng, anh Bình, cho em một viên được rồi, anh giữ lại dùng đi. Ngô Bình, thi tinh vẫn còn rất nhiều, lúc nào anh cũng có thể luyện được, em cất vào đi. Cậu nói xong thì tự uống một viên, cảm nhận dược lực của tinh hỏa đan. Cậu cảm giác có một ngọn lửa của sự sống đang sinh ra trong đan điền của cậu, cháy bừng bừng. Bỗng chốc, cậu cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, cơ thể và nguyên thần cũng được tôi luyện. Không tồi, hai mắt cậu sáng lên, hiệu quả của tinh hỏa đan này còn tốt hơn cả dự tính của anh. Cậu ở khách sạn chơi với Tuyết Vũ một hôm, sáng hôm sau Tuyết Vũ nhận được lệnh từ Tiên Vương Môn nên phải quay về trước. Buổi chiều, Liễu Kim Long đến báo cáo, công tử, cậu có tham dự cuộc đấu giá chiều nay theo kế hoạch đã định không? Ngô Bình gật đầu, đi, đấu giá thêm một viên đan dược thượng phẩm cấp 5. Liễu Kim Long cười, nói, vậy thì tốt quá, đúng là họ cũng hy vọng mua được đan dược tốt hơn. Ngô Bình hỏi, có bao nhiêu người tham gia đấu giá? Chưa đến 50 người, nhưng trong đó người thật sự có khả năng mua thì chưa đến 30 người. Liễu Kim Long nói, công tử thấy hàng thượng phẩm cấp 4 trở lên thì nên định giá khởi điểm bao nhiêu là hợp lý. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, lần trước đấu giá bán được giá cao ngất ngưỡng, 25 tỷ 800 triệu. Thiết nghĩ lần này sẽ không cao như thế, định giá khởi điểm 10 tỷ đi. Còn hàng thượng phẩm cấp 5 thì giá khởi điểm 50 tỷ. Liễu Kim Long cười, nói, giá khởi điểm 50 tỷ chắc chỉ có 3-4 người mua nổi. Ngô Bình, không sao. Sẽ có người động lòng thôi. Liễu Kim Long bỗng nghĩ đến một chuyện, nói, công tử, còn một chuyện nữa. Ngô Bình, chuyện gì? Liễu Kim Long, mấy ngày này là lễ thượng tiên, phải chăng công tử cũng nên tham gia? Ngô Bình rất tò mò, hỏi, thượng tiên. Liễu Kim Long giải thích, ở phía tây của Đại Hạ có một vùng núi hoang, trong đó có một loại đá rất đặc biệt, rất hữu dụng với người tu hành. Có điều nơ đó rất kỳ quái. Người tu hành vào đó sẽ thấy không thoải mái, tu vi sẽ bị khống chế. Người bình thường thì lại không bị ảnh hưởng gì, vì vậy dần dần người tu hành đã bỏ tiền mời người thường vào đó nhặt đá. Ngô Bình, loại đá đặc biệt gì? Liễu Kim Long móc một viên đá nhỏ hơi trong màu vàng nâu, phát ra ánh sáng nhẹ từ trong túi ra. Ngô Bình nhận lấy hòn đá rồi lập tức tròn mắt, nói thiên vận thạch. Liễu Kim Long ngây ra, hỏi cái này là thiên vận thạch sao? Ngô Bình không giải thích mà hỏi, bên trong có nhiều loại đá này lắm sao? Liễu Kim Long, không nhiều lắm, nếu như một người vào tìm thì 4-5 tháng có thể mới tìm được một viên thế này. Mời một người vào đó tìm thì cần tốn bao nhiêu tiền? Liễu Kim Long, mỗi tháng 50.000, trong thời gian đó, hễ nhặt được một viên đá thì sẽ thưởng 500 đến 1 triệu, mỗi lần vào thì ở lại tầm 3 tháng. Ngô Bình, nói vậy thì nếu như tôi cho 10.000 người vào trong thì mỗi tháng phải chỉ 500 triệu, nếu như họ giúp tôi tìm được 20.000 viên đá thì tôi phải chỉ thêm 20 tỷ nữa. Liễu Kim Long, mặc dù chi phí hơi đắt nhưng ở bên ngoài những viên đá này có giá trị rất cao. Chẳng hạn viên đá trên tay tôi đây có thể bán với giá 200 triệu. Ngô Bình, có thể mua những tảng đá này ở đâu? Liễu Kim Long cười nói, cậu muốn đi mua luôn sao? Ngô Bình gật đầu, tuy hơi mắc một chút nhưng có thể tự mình chọn. Liễu Kim Long, ở gần núi Hoang có một trấn, tên là trấn Hoang Sơn, trên trấn có người bán đá này. Ngô Bình, có lẽ có rất nhiều người thu mua đúng chứ? Liễu Kim Long gật đầu, không sao. Một tảng đá vừa ra khỏi núi Hoang, về cơ bản thì hôm đó đã được bán rồi, hơn nữa người thu mua đa phần đều là nhà giàu có hoặc người tu hành. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, tìm người vào núi khai thác. Có phát sinh chi phí ngoài thêm không? Đương nhiên có, Liễu Kim Long nói, lên núi phải có giấy phép khai thác, chi phí giấy phép cho một người là 1.500.000, có hiệu lực 3 tháng. Khoản phí này cũng phải do chúng tôi bỏ ra, còn có, tỷ lệ tử vong của những người khai thác này rất cao. Mỗi lần bọn họ lên núi có thể kiên trì được chừng 10 ngày, tỷ lệ tử vong hơn 10%. Ngô Bình, tỷ lệ tử vong cao như vậy, rốt cuộc lên núi có gì nguy hiểm? Liễu Kim Long, nghe nói là một loại dã thú ăn thịt ngươi, gặp phải chắc chắn sẽ chết. Ngô Bình nhíu mày, chỉ vì 50.000 mỗi tháng mà có vài người đã mất mạng. Liễu Kim Long, những người này đều là người nghèo khổ,
bọn họ nghèo cùng cực rồi. Đối với bọn họ mà nó, cái nghèo còn đáng sợ hơn cả cái chết. Lại nói, một khi bọn họ có thể tìm được đá thì có thể trực tiếp thoát nghèo. Tôi nghe nói, có không ít người may mắn, đi một lần là đã có được cả chục triệu rồi, về sau có thể thoát nghèo trở nên giàu có. Ngô Bình, sau khi buổi đấu giá này kết thúc, chúng ta đi đến núi hoang xem thử. Liễu Kim Long, được. 3 giờ rưỡi chiều, tại hội quán Giang Nam. Buổi đấu giá đã sắp xếp xong trước một ngày, bởi vì người tham gia đấu giá không quá nhiều nên. Buổi đấu giá được tổ chức trong mộ không lớn lắm. Ngô Bình ngồi giữa đám người, mỹ nữ chủ trì trên sân khấu nói đơn giản vài câu, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Bên phía tay trái cậu là một cô gái khoảng 20 tuổi, trông rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, da rẻ trắng mịn như tuyết, còn có cả cặp e, khiến người ta có ấn tượng mạnh đến thị giác. Cô gái căng thẳng nhìn lên sân khấu, bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ chừng 40, người phụ nữ cũng hồi hộp nắm tay cô gái. Trông dáng vẻ có lẽ là hai mẹ con. Buổi đấu giá bắt đầu, người chủ trì nói, hiện tại được bán đấu giá là hai viên đan dược thượng phẩm cấp 4, luyện hình linh chú đan, giá khởi điểm 20 tỷ, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 tỷ. Cô gái vô cùng sốt SNG, cô ấy lập tức giơ bảng trong tay, báo giá lần thứ nhất. 20 tỷ, thế nhưng, ngay sau đó đã có người ra giá 21 tỷ, hơn nữa giá cả mau chóng tăng lên đến 30 tỷ. Sắc mặt cô gái có chút tuyệt vọng, cô ấy nói với người phụ nữ, mẹ, chúng ta có thể dùng nhiều nhất là 30 tỷ, xem ra không thể mua được rồi. Người phụ nữ khóc nói, tại sao không bán riêng chứ? Cứ phải bán hai viên cùng lượt, không có đan dược, bố con không sống qua được tháng này. Ngô Bình chợt động lòng, bèn vẫy tay với Liễu Kim Long cách đó không xa. Liễu Kim Long lập tức đi đến, khom người hỏi, cậu có gì dặn dò? Ngô Bình, đan dược tiếp theo, chia ra đấu giá, mỗi lần đấu giá một viên. Liễu Kim Long có chút bất ngờ, ông ta nhìn sang hai mẹ con bên cạnh, nói, vâng, tôi lập tức đi sắp xếp. Hai mẹ con này nghe thấy lời của Ngô Bình thì đều ngây người, sau đó vẻ mặt vui mừng, cô gái kia nói, anh này, thật sự rất cảm ơn anh. Ngô Bình cười nói, không cần khách sáo, lúc trước phải bán đấu giá chung là vì tiện lợi, không ngờ sẽ ảnh hưởng đến hai người, xin lỗi. Cô gái vội nói, không không, là chúng tôi làm phiền anh rồi. Ngô Bình, có thể giúp được hai người, tôi cũng rất vui. Cô gái thấy Ngô Bình tuấn tú lịch sự, cao lớn anh tuấn, hơn nữa có khí chất rất đặc biệt, bất giác cô ấy cũng động lòng, nhẹ giọng hỏi, anh là bên tổ chức sao? Ngô Bình khế gật đầu, xem như vậy đi. Cô gái kia nói, vinh hạnh, tôi tên Sư Thanh Nịnh, anh tên gì vậy? Ngô Bình đáp, Ngô Bình. Sư Thanh Nịnh, anh Ngô, có phải đan dược này có thể chữa bách bệnh không? Ngô Bình ngẫm nghĩ, nói, bệnh bình thường thì có thể, nhưng có vài bệnh thì chưa chắc có thể chữa được. Sư Thanh Nịnh, cha tôi bị ung thư, di căn khắp người. Tuy dùng rất nhiều thuốc chống ung thư tiên tiến nhất nhưng vẫn không chuyển biến tốt. Bác sĩ nói ông ấy nhiều nhát chỉ có thể sống được một tháng. Nói đến đây, mắt cô ấy cũng ngấn lệ, đầy vẻ bi thương. Ngô Bình nói, nếu là ung thư thì có lẽ có hiệu quả rất tốt. Cậu ngẫm nghĩ rồi nói, như vậy đi, cậu có thời gian thì đưa bác trai đến chỗ tôi giúp ông ấy xem. Tôi có hiểu y thuật, có lẽ có thể giúp được. Sư Thanh Nịnh vui mừng, tốt quá rồi, cảm ơn anh. Lúc này, đợt đấu giá đầu tiên kết thúc, hai viên đan dược cuối cùng bán với giá 53 tỷ, đơn giá so với lần trước thấp hơn một chút. Tiếp theo là đấu giá một viên đan dược luyện hình linh chú đan cấp 4, cuối cùng được chốt với giá 27 tỷ, do mẹ con Sư Thanh Nịnh mua. Ngô Bình cười nói, chúc mừng hai người. Sư Thanh Nịnh nói, vẫn phải cảm ơn anh đã giúp đỡ. Anh có thể để lại phương thức liên hệ của mình không? Ngô Bình đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp, nói có chuyện thì có thể tìm tôi. Hai mẹ con này sốt sắng muốn quay về nhà đưa thuốc cho người bệnh, nên vội vàng tạm biệt. Tiếp đó, chính là đấu giá đan dược thượng phẩm cấp 5, giá khởi điểm lên đến 50 tỷ. Người không ngờ còn có đan dược cấp bậc cao cấp như vậy, những người có thực lực bỗng chốc sáng cả mắt. Đấu giá bắt đầu, giá cả mau chóng vượt qua 50 tỷ, sau đó là 60 tỷ, 70 tỷ. Sau một phiên đấu giá khốc liệt, luyện hình linh chú đan cấp nắm được một ông lão chừng 60 mua với giá trên trời đến 95 tỷ. Buổi đấu giá kết thúc, Ngô Bình bèn thương lượng với Liễu Kim Long, hôm nay đến núi hoang.
nói với người ta một tiếng, Ngô Bình dùng độn thuật, không bao lâu sau, hai người đã xuất hiện ở khu Tây Bắc hoang dã. Xung quanh đây đều là sa mạc, xa hơn nữa là núi sừng sững bao phủ bởi tuyết trắng, rất nhiều con sông lớn đều bắt nguồn từ đây. Liễu Kim Long kinh ngạc bởi độn thuật huyền diệu của Ngô Bình, nói cậu Ngô, đến nhanh thật. Ông ta nhìn định vị trong điện thoại, chỉ về hướng Tây Bắc rồi nói, đi tiếp hướng Tây Bắc hơn 150 cây số nữa là đến lối vào núi hoang. Ngô Bình gật đầu, vung tay lên, một luồng sáng xanh bao phủ hai người, lại bay lên không trung. Một lúc sau, hai người đáp xuống vùng ven một trấn nhỏ. Trấn nhỏ này chính là trấn Hoang Sơn. Nói là trấn nhỏ nhưng quy mô khá lớn, phòng ốc xây từng khu, còn có cả khu buôn bán rất sầm uất. Hơn nữa, trên đường đều là xe sang mấy triệu, thậm chí còn thấy không ít xe đến mấy chục triệu. Người đi trên đường phố cũng có rất nhiều người đi bộ, cũng có vài người như du khách. Liễu Kim Long, trấn Hoang Sơn cũng có là một địa điểm check-in nổi tiếng, có không ít người nổi tiếng trên mạng đến chụp ảnh và live stream. Ngô Bình gật đầu, đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng ba lầu, bên ngoài bán vàng bạc đá quý, chỉ là biển hiệu trước cửa lại viết một hàng chữ, bán đá tảng. Cậu và Liễu Kim Long nhìn nhau, cất bước đi vào. Khách khứa trong tiệm không nhiều, chỉ có dăm ba người đang xem trang sức vàng bạc. Ngô Bình vừa đi vào, quản lý sảnh đã tươi cười đón tiếp. Ngô Bình hỏi thẳng, có đá tảng không? Quản lý sảnh cười nói, đá tảng ở lầu 3, mời anh lên bên này. Đến lầu 3, chỉ thấy trên lầu có mười mấy vệ sĩ đứng xung quanh, ở giữa là một tủ kính hình vuông, bên trong bày mấy chục tảng đá đủ màu đủ dạng. Ngô Bình chỉ liếc mắt một lượt đã biết trong số những tảng đá này có vài cái là đá thiên vận, nhưng đa phần là tảng đá có chứa linh khí, thậm chí còn có một vài bí thạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 189.